Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 701, Đồ Hưu được cứu. Tiêu Chính Văn đằng đằng sát khí, rút con dao quân đội năm cạnh ra, đâm về phía Đồ Hưu. Đòn này mang theo khí thế giết người. Con dao quân đội năm cạnh đâm thẳng về phía trái tim Đồ Hưu. Có thể nói đây là đòn chí mạng, Đồ Hưu chắc chắn không thể sống sót. Nhưng gần như ngay lập tức, bằng một viên đạn bay thẳng về phía Tiêu Chính Văn, mục tiêu của đối phương là vị trí tim của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn quay đầu lại, xoay người tránh né viên đạn. Viên đạn bay thẳng lên không trung, không có dây dẫn, nhưng lại phát nổ trong không trung. Viên đạn nổ tung. Nếu trong này chứa chất cực độc thì e là trong nháy mắt Tiêu Chính Văn sẽ bị nhiễm độc. Ba vị Long Tôn của Điện Thần Long hét lớn, Long Vương, cẩn thận. Sau đó, bọn họ lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn với quyết tâm cực lớn. Mục đích của bọn họ rất đơn giản là chắn mảnh vỡ của đạn phía sau hoặc chất độc cho Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, sau khi viên đạn phát nổ, một làn sương xám dày đặc bao trùm khắp khu rừng rậm. Dường như trong phút chốc, màn sương dày đặc này bao trùm toàn bộ khu rừng. Vào lúc này, ba vị Long Tôn của Điện Thần Long đang trong trạng thái không nhìn thấy gì, nhưng bọn họ không sự lựa chọn hét gọi. Trong một môi trường xa lạ, hét gọi có thể khiến đồng đội hỗ trợ cho mình, nhưng cũng có thể để lộ vị trí của bản thân. Trên chiến trường, để lộ vị trí của bản thân chính là giao tính mạng của mình cho người khác. Sau khoảng thời gian nửa nén hương, lớp xương xám dày đặc chậm rãi tản ra. Lúc này ba vị Long Tôn mới nhìn thấy Tiêu Chính Văn, anh không bị tổn hại gì, kẹp chặt viên đạn trong tay. Giữa tia chớp của viên đạn lúc nổ tung, Tiêu Chính Văn vén chiến bào lên để tránh những mảnh vỡ của viên đạn. Nhưng thứ bay ra không phải là mảnh đạn vỡ mà là lớp sương mù dày đặc. Tiêu Chính Văn nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy viên đạn, cố gắng không cho làn khói bay ra khỏi viên đạn, nhưng rất rõ ràng là không có cách nào để ngăn chặn được. Nó tiếp tục rò rỉ ra ngoài, sương khói bao phủ dày đặc khu vực nhỏ. Viên đạn không phải là để giết Tiêu Chính Văn mà là để làn khói trong viên đạn tỏa ra. Tay bắn tỉa cũng rất giỏi, chỉ cần nhắm viên đạn này vào tim Tiêu Chính Văn là có thể bày tỏ thái độ tuyên chiến với Tiêu Chính Văn, mặt khác, là muốn sương khói trong viên đạn tỏa ra, bao trùm khu rừng và che mờ mắt người khác. Tiêu Chính Văn đột nhiên nhận ra mục tiêu của đối phương không phải là mình, mà là để giải cứu Đồ Hưu. Đợi đến lúc Tiêu Chính Văn phản ứng lại thì Đồ Hưu đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết nào. Đối phương không chỉ có một người mà bao gồm một tên bắn tỉa phóng ra sương mù dày đặc và một tên đưa Đồ Hưu bị thương nặng rời đi, công việc phân công rất rõ ràng, hành động nhanh nhẹn, không lằng nhằng. Ba vị Long Tôn chạy đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, rồi quỳ xuống. Long Lân chắp tay nói, Long Vương, thuộc hạ hộ tống muộn, mong Long Vương lượng thứ. Long Hình cũng chắp tay nói, đều tại tôi không cẩn thận xem xét tình hình xung quanh mới để cho bọn chúng lợi dụng cơ hội. Long Vương, tôi xin lỗi, hãy trừng trị chúng tôi đi. Long Nguyệt cũng chua xót nói, Long Vương. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, không trách mọi người, dù sao cũng không có ai ngờ được chuyện này, đối phương còn có hậu thuẫn. Bây giờ ba người lập tức phối hợp với 50.000 binh lính, quét sạch Dược Đô, ai không tuân theo, liều mạng đi theo người của Đồ Hưu thì giết hết không tha. Ba vị Long Tôn cung kính đáp, rõ, chúng tôi đi ngay. Chúng tôi nhất định sẽ bắt giữ toàn bộ, không để bọn chúng có cơ hội chạy thoát. Tiêu Chính Văn cũng quay về khách sạn Dược Đô, Khương Vi Nhan vẫn đang đợi anh ở đó. Còn về Đồ Hưu, bây giờ ông ta chẳng khác người chết là bao. Hàng chục cây kim châm đã đâm vào huyệt đạo của Đồ Hưu, không chỉ làm cho khí huyết chảy ngược, mà còn ngăn không cho uy lực của thuốc cấm phát ra. Hơn nữa, những cây kim châm này thậm chí còn phong tỏa hoàn toàn huyệt đạo của Đồ Hưu. Cho dù rút hết kim châm ra thì cơ thể cũng bị thương nặng, nếu nghiêm trọng thì cả đời cũng không thể luyện võ được nữa. Điều quan trọng hơn là tác dụng phụ của thuốc cấm có thể mạnh hơn trước. Người ta nói rằng hiệu quả càng lớn thì tác dụng phụ càng mạnh. Sau khi hiệu quả của thuốc qua đi thì tác dụng phụ nhẹ sẽ khiến Đồ Hưu hôn mê, nặng thì có thể mất mạng. Tiêu Chính Văn không hề dừng lại, mà đi thẳng về khách sạn Dược Đô. Ôn Bất Lâm cung kính đứng ở ngoài đợi Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không vòng vo mà nói thẳng, hội trưởng Ôn, tôi từng nói sẽ đầu tư cho ông, tôi đến đây là để thực hiện lời hứa của mình. Ôn Bất Lâm vui vẻ nói, không cần vội, cậu Tiêu nhớ là tốt rồi,
hiệp hội dược đô chúng tôi không vội chút nào. Ngoài mặt thì cười nói, nhưng trong lòng Ôn Bất Lâm lại đang nghĩ nếu có thể đầu tư ngay thì thật tốt quá. Tiêu Chính Văn cười nhạt, ông Ôn, tôi cũng hy vọng làm ăn phát đạt cùng hiệp hội dược đô, muốn bao nhiêu ông cứ nói là được. Ôn Bất Lâm suy nghĩ một lát rồi đưa năm đầu ngón tay ra, 500 triệu là được. Tiêu Chính Văn cười nói, nếu đã vậy thì lần này tôi sẽ trực tiếp đầu tư 5 tỷ. Nghe vậy, Ôn Bất Lâm không thể che giấu nụ cười nữa, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi. 5 tỷ đầu tư thì sẽ có, nhưng tôi có hai điều kiện. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Ôn Bất Lâm cũng không mập mờ mà nói thẳng, cậu Tiêu có điều kiện thì gì cứ nói thẳng, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ làm cho cậu. Cho dù tôi không làm được thì tôi cũng sẽ liều cái mạng già này làm cho cậu. Tiêu Chính Văn cười nói, cũng không quá khó đâu. Điều thứ nhất, tôi hy vọng sau khi các ông lấy được 5 tỷ tiền đầu tư thì phải hợp tác với công ty Nana của vợ tôi. Ôn Bất Lâm gật đầu không chút do dự, đương nhiên rồi, chuyện này chắc chắn không thành vấn đề. Đối tác ưu tiên của Hiệp hội Dược Đô chúng tôi chắc chắn sẽ là công ty của vợ cậu. Ngoài ra, Tiêu Chính Văn cởi chiến bào ra, nói với Ôn Bất Lâm, hội trưởng Ôn, lập tức tập hợp phóng viên, tôi muốn mở họp báo thông báo vài chuyện quan trọng. Trong đó, về dự án hợp tác của anh Bạch, ông sẽ là người nói ra trước mặt phóng viên. Nhớ kỹ, không được để lộ thân phận của tôi. Ôn Bất Lâm gật đầu, tôi sẽ làm ngay, tôi sẽ khiến cậu hài lòng. Sau đó, Ôn Bất Lâm đi ra khỏi khách sạn Dược Đô để giải quyết những gì Tiêu Chính Văn dặn dò. Tiêu Chính Văn vào thang máy, đi đến phòng Khương Vi Nhan đang ở. Ánh mắt Khương Vi Nhan vô cùng lo lắng, nước mắt trực trào, nhìn Tiêu Chính Văn, nói cuối cùng anh cũng về rồi. Ừ, Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, mỉm cười dịu dàng nói anh về rồi đây. Chương 702, từ hôm nay, Dược Đô sẽ thay đổi. Trước khi đến, Tiêu Chính Văn có rất nhiều lời muốn nói với Khương Vi Nhan, nhưng vừa nhìn thấy cô thì như thể cổ họng bị nghẹn lại, không nói được lời nào. Ánh mắt của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan chạm vào nhau, vượt qua bất kỳ lời nói ngọt ngào nào. Hóa ra đây chính là một cuộc giao tiếp thầm lặng. Một lúc sau, anh không sao thì tốt rồi. Khương Vi Nhan lao vào vòng tay ấm áp của Tiêu Chính Văn, ôm chặt lấy anh. Tiêu Chính Văn vuốt ve trán Khương Vi Nhan, nói, đương nhiên là không sao rồi. Hơn nữa anh còn có quà muốn tặng em. Anh lén nói cho em biết, anh còn lôi kéo được mối đầu tư cho công ty Nana chúng ta nữa. Khương Vi Nhan cười đến mức hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, ngọt ngào động lòng người, anh không sao là tốt rồi, em có anh và Nana là đủ. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng hôn lên trán Khương Vi Nhan. Má Khương Vi Nhan đỏ ửng lên, ngượng ngùng nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bế Khương Vi Nhan lên trước giường lớn trong phòng, đóng sầm cửa lại. Trong cảm xúc mãnh liệt, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Mới qua một tiếng, Tiêu Chính Văn đã nhận được tin tức từ Ôn Bất Lâm. Cậu Tiêu, buổi họp báo đã chuẩn bị xong. Cậu có thể đưa vợ cậu đến tham gia buổi họp báo ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược. Tôi đã chuẩn bị xe chuyên dụng ở cổng khách sạn Dược Đô đợi cậu rồi. Tiêu Chính Văn luôn kinh ngạc với tốc độ của Ôn Bất Lâm, làm hội trưởng của Hiệp hội Dược Đô đúng là rất thích hợp. Điều đáng nói nhất là Ôn Bất Lâm không hổ danh là nhân vật lớn nhất nhì ở Dược Đô, trong vòng một tiếng đồng hồ, ông ta đã có thể tổ chức một cuộc họp báo khác ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược. Vì buổi đấu giá sản phẩm dược lần này, trung tâm triển lãm sản phẩm dược đều được dùng cho Hiệp hội Dược Đô và một số đơn vị triển lãm sản phẩm dược khác. Trung tâm này là tài sản riêng của Hiệp hội Dược Đô, quan trọng hơn là các dược liệu mà nhà cung cấp dược liệu đem đến đều được bán trong buổi đấu giá. Với vị trí của mình, ông Ôn liền dùng trung tâm triển lãm sản phẩm dược để tổ chức họp báo. Ôn Bất Lâm lái xe chuyên dụng đến đón Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, đưa tất cả bọn họ đến trung tâm triển lãm sản phẩm dược. Vào lúc này, 50.000 binh lính của Tiêu Chính Văn đã triệt phá hoàn toàn kế hoạch của Đồ Hưu, những ai không đầu hàng đều bị khống chế, còn những người tự nguyện đầu hàng cũng bị điều tra. Tứ Đại Long Tôn của Điện Thần Long đã đợi sẵn ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược. Long Nhất dẫn theo hàng trăm binh lính bao vây trung tâm triển lãm sản phẩm dược. Nhiệm vụ lúc này của họ chính là ngăn không để bất kỳ con chim hay người không liên quan nào vào trong. Dưới sự hướng dẫn của Ôn Bất Lâm, Tiêu Chính Văn đi thẳng vào trung tâm triển lãm sản phẩm dược.
hàng trăm binh lính đứng hai bên nói lớn, hoan nghênh chủ soái, hoan nghênh chị dâu. Ôn Bất Lâm sững sờ, quát lớn, các người là ai? Đây là trung tâm triển lãm sản phẩm dược, tại sao lại bao vây chỗ này, rốt cuộc các người muốn làm gì? Ôn Bất Lâm không biết gì cũng không có gì là lạ, dù sao lúc ông ấy chuẩn bị xong mọi thứ thì vẫn chưa có ai bao vây trung tâm triển lãm. Tiêu Chính Văn vỗ vai Ôn Bất Lâm nói, không sao, bọn họ đều là người tôi sắp xếp, họ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho trung tâm triển lãm, ông không cần lo. Ôn Bất Lâm gật đầu, sau đó mời Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vào. Dưới cái nhìn của các phóng viên, Ôn Bất Lâm nổi tiếng khắp Dược Đô Giang Trung, dẫn theo một chàng thanh niên vào trung tâm triển lãm, hơn nữa hành động cung kính của ông Ôn thể hiện rất rõ ràng. Phóng viên có mặt tại hiện trường vô cùng kinh ngạc nói, chuyện gì vậy? Người thanh niên đó là ai mà khiến ông Ôn phải trực tiếp đón đến trung tâm triển lãm vậy? Một phóng viên khác bên cạnh cười nói, cô không biết à, nghe nói vừa đến Dược Đô, anh ta đã mua luôn khách sạn Dược Đô từ tay Ôn Bất Lâm. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn này rất có thể là anh Bạch, đó là người vô cùng giàu có thể nói là mua cả Dược Đô này cũng không thành vấn đề. Nên nhớ anh Bạch là người đứng trên đỉnh kim tự tháp của sự giàu có. Không chỉ có vậy, nghe nói họp báo lần này ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược là do anh Tiêu này tổ chức, hình như muốn công bố một số chuyện gì đó. Cô biết chuyện gì không? Có người lắc đầu nói, nếu tôi biết thì đã không ngồi đây rồi. Tuy nhiên, người có thể trưng dụng trung tâm triển lãm sản phẩm dược để mở họp báo thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Thậm chí có thể quyết định hướng đi trong tương lai của Dược Đô. Mọi người nghe xong đều trầm ngâm gật đầu. Quả nhiên, Ôn Bất Lâm bước lên bục, nói thẳng, xin chào các phóng viên, hôm nay tôi mở họp báo ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược, một là để thông báo một số chuyện, hai là để cậu Tiêu thông báo một số chuyện. Ôn Bất Lâm nói tiếp, mọi người đã biết chưa nhỉ? Nhà đầu tư lớn là cậu Bạch đã đến Dược Đô, hơn nữa còn muốn hợp tác với chúng tôi. Quan trọng nhất là cậu Bạch đã quyết định đầu tư 5 tỷ vào Hiệp hội Dược Đô, để Hiệp hội Dược Đô phá vỡ xiềng xích. Nhân đây, tôi xin cảm ơn cậu Bạch, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người không ngừng vỗ tay. Thực ra, chuyện đầu tư về cơ bản không liên quan gì đến mọi người có mặt ở đây, nhưng mọi người đều vỗ tay cho Ôn Bất Lâm. Dù sao thì một người làm quan cả họ được nhờ. Nếu có thể nhờ vào chuyện này nhận được sự ưu ái của Ôn Bất Lâm, nhận được sự chú ý của Hiệp hội Dược Đô, thì quả thật không phải là chuyện đơn giản. Ôn Bất Lâm nói tiếp, ngoài ra, còn có một chuyện nữa, đó là Hiệp hội Dược Đô đã xác định được đối tượng hợp tác, đó chính là Tổng Giám đốc Khương Vi Nhan của công ty Nana, chúng ta cùng chúc mừng cô ấy nào. Tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng nhỏ hơn lúc nãy. Dù sao đây cũng không phải là tin tốt đối với một số người có mặt ở đây. Bề ngoài của buổi đấu giá sản phẩm dược chỉ đơn giản là một buổi đấu giá, nhưng đối với những người tham gia mà nói thì lại là cơ hội để hợp tác với Hiệp hội Dược Đô. Nếu có cơ hội hợp tác với Hiệp hội Dược Đô thì doanh nghiệp nhất định sẽ phát triển. Khương Vi Nhan mặc chiếc áo hở vai, đứng lên chào hỏi. Ôn Bất Lâm nắm chặt micro, nói tiếp theo, cậu Tiêu sẽ trao đổi với mọi người. Cậu ấy có vài việc quan trọng cần thông báo, các vị hãy cùng lắng nghe. Tiêu Chính Văn bước lên sân khấu, nhận micro từ Ôn Bất Lâm, vỗ nhẹ vào micro rồi nói, Dược Đô sẽ thay đổi từ ngày hôm nay. Một câu nói đơn giản nhưng lại thể hiện một khí thế khác hẳn. Mọi người đều không hiểu ý của Tiêu Chính Văn, hoặc là không muốn tin vào lời của một tên vô danh. Dù sao đây cũng là điều khó có thể xảy ra. Tiêu Chính Văn vỗ tay, từng đội binh lính tiến vào trung tâm triển lãm sản phẩm dược. Chương 703, mệnh lệnh của thiên tử. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn tất cả khách mời, rồi nói, chắc hẳn mọi người đã nhận được tin biên giới Dược Đô xảy ra biến động rồi nhỉ. Đồ Hưu chiếm giữ Dược Đô gần 10 năm hôm nay lại chạy trốn khỏi Dược Đô, không rõ tung tích. Từ bây giờ, Dược Đô sẽ nghênh đón một tư lệnh chỉ huy quân đội mới. Phóng viên nói, anh nói nhiều như vậy nhưng không hề có chứng cứ xác thực nào hả? Tiêu Chính Văn cười khẩy đáp, nếu tôi nói tư lệnh quân đội mới của Dược Đô là ông Ôn Ôn Bất Lâm thì sao? Anh vừa dứt lời, cả hiện trường đều xôn xao. Phải biết rằng mặc dù Ôn Bất Lâm có quyền cao chức trọng nhưng chưa từng nhúng tay vào việc ở Tổng Bộ Sở Chỉ huy Quân đội. Sao bây giờ Đồ Hưu vừa thất thế thì Ôn Bất Lâm lại lên thay? Ôn Bất Lâm đứng một bên đẩy vai Tiêu Chính Văn nói, cậu chắc chứ?
Chuyện này không đùa được đâu, nếu không hoàn thành thì Hiệp hội Dược Đô rất mất mặt đấy. Tiêu Chính Văn nở nụ cười chắc chắn với Ôn Bất Lâm, sau đó vỗ tay nói, lên đi. Tiêu Chính Văn vừa nói xong, một binh lính cầm tập tài liệu màu đỏ đi lên. Giấy bổ nhiệm của Thiên Tử Hoa Quốc. Một đội danh dự đi phía sau, bỗng chốc đứng chật cả trung tâm triển lãm sản phẩm dược rộng lớn. Chuyện gì đây? Không chỉ có Ôn Bất Lâm mà ngay cả người trong hội trường đều không ngờ đội danh dự của Thiên Tử lại đích thân đến. Họ còn đem theo mệnh lệnh của Thiên Tử đến nữa. Ở Hoa Quốc, Thiên Tử là người có quyền lực lớn nhất, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều chấn động, đội danh dự của Thiên Tử đến Dược Đô, mảnh đất đầy dẫy bom đạn này mà lại được nghênh đón đội danh dự của Thiên Tử. Đội trưởng đội danh dự giơ cao giấy bổ nhiệm màu vàng kim lên đọc, chỉ dụ của Thiên Tử, tướng quân Đồ Hưu làm chuyện thất đức, bắt đầu từ hôm nay cách chức tư lệnh của ông ta, giao cho hội trưởng Hiệp hội Dược Đô đảm nhiệm, hy vọng tư lệnh Ôn có thể dẫn dắt quân đội quản lý Dược Đô. Lúc đội trưởng đội danh dự đọc giấy bổ nhiệm, mọi người đều quỳ xuống nghe. Dù sao đây cũng là lễ nghi cơ bản. Ôn Bất Lâm ngã xuống, ông ấy không ngờ đã 60 tuổi rồi mà còn có thể được Thiên Tử trọng dụng, thậm chí còn trở thành tư lệnh của Dược Đô. Tiêu Chính Văn đỡ Ôn Bất Lâm dậy nói, tư lệnh Ôn, ông nên giữ gìn sức khỏe, Dược Đô rộng lớn còn phải dựa vào ông. Trong số tất cả mọi người ở đó, chỉ có mình Tiêu Chính Văn là không quỳ. Ôn Bất Lâm nhìn Tiêu Chính Văn, vậy mà ông ấy lại không thể nhìn thấu được thân phận của anh. Cậu là, cậu Bạch sao? Ôn Bất Lâm ngờ vực hỏi. Tiêu Chính Văn còn chưa trả lời thì đã có người hô lên bảo Tiêu Chính Văn quỳ xuống, vì anh như thế là không tôn kính Thiên Tử. Đội trưởng đội danh dự nói, chủ soái Bắc Lương có Thiên Tử ban ân nên có thể không quỳ. Chủ soái Bắc Lương. Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều ồ lên. Không ai biết Tiêu Chính Văn lại là chủ soái Bắc Lương. Ôn Bất Lâm đứng sững tại chỗ nói, cậu là chủ soái Bắc Lương sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười gật đầu. Ôn Bất Lâm ngã xuống đất, tay chân như không còn sức lực. Vậy mà lại mình tiếp xúc với chủ soái Bắc Lương lâu như vậy, chuyện này cũng quá, sau khi đội danh dự tuyên bố xong, buổi phỏng vấn cũng sắp kết thúc. Tiêu Chính Văn và Ôn Bất Lâm chỉ nói cười cười khi đối mặt với hàng loạt câu hỏi của phóng viên. Phóng viên hỏi, tôi muốn hỏi chủ soái Bắc Lương, anh có thể tiết lộ chút gì đó về tội ác của tướng quân Đồ Hưu không? Hay nói cách khác, đạo đức của ông ta không xứng đáng đảm nhiệm chức tư lệnh sở chỉ huy quân đội thật sao? Tiêu Chính Văn không trốn tránh vấn đề này, mà nói, sai lầm lớn nhất của Đồ Hưu là ra tay với tôi, ra tay với một người có công, ra tay với người nhà của một quân nhân. Ông ta đáng chết, còn đạo đức của ông ta có xứng với chức vụ không thì có lẽ là chuyện nhận thấy. Phóng viên khác hỏi, ông Ôn, ông nghĩ mình có thể nhận được giấy bổ nhiệm của Thiên Tử, lên làm tư lệnh Dược Đô là vì nguyên nhân gì? Ôn Bất Lâm không đáp lại ngay, dù sao ông ấy cũng không có bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi này. Tiêu Chính Văn tiếp lời, lạnh nhạt nói, ông Ôn là nhân chứng của Dược Đô, là người sáng lập ra Hiệp hội Dược Đô, có thể nói không có ông ấy thì sẽ không có Dược Đô phát triển như ngày hôm nay. Vậy các anh nghĩ ông Ôn có tư cách làm tư lệnh của quân đội Dược Đô này không? Thật ra Ôn Bất Lâm không có bất kỳ tư cách đảm nhiệm chức tư lệnh Dược Đô. Nhưng với lời khuyên giải của Tiêu Chính Văn, Thiên Tử cũng đồng ý để Ôn Bất Lâm làm tư lệnh quân đội Dược Đô. Ôn Bất Lâm cũng biết rõ điều này, có thể dựa vào một người có tiếng nói, ông ấy cảm thấy dù làm gì cũng đáng. Lúc này một nữ phóng viên lên tiếng hỏi, ông Ôn, ông có suy nghĩ gì về việc hợp tác của Hiệp hội Dược Đô và công ty Nana? Xét cho cùng, ông cũng biết sở dĩ nhiều doanh nghiệp đến Dược Đô tham gia buổi đấu giá sản phẩm dược của Trung tâm Triển lãm Sản phẩm Dược đều là vì hợp tác với Hiệp hội Dược Đô. Nếu Hiệp hội Dược Đô đã có đối tác, e rằng đây là tin tức không tốt với các doanh nghiệp khác. Hiếm khi thấy Ôn Bất Lâm tức giận, Hiệp hội Dược Đô chúng tôi chọn hợp tác với công ty nào không cần phải giải thích. Trong tiếng ồn ào đặt câu hỏi thì buổi phỏng vấn lần này cũng kết thúc. Trước khi rời đi, thậm chí Ôn Bất Lâm còn thông báo một chuyện. Qua bàn bạc của các thành viên trong Hiệp hội Dược Đô, buổi đấu giá sản phẩm dược lần này sẽ được rút ngắn thời gian lại còn một ngày, tức là ngày mai sẽ đấu giá hết toàn bộ dược liệu. Trong thời gian sau đó, họ sẽ tiến hành trao đổi cụ thể với công ty Nana. Thật ra chẳng xảy ra tranh cãi nhiều vì dù sao chuyện này cũng đã kết thúc. Buổi đấu giá sản phẩm dược rõ ràng đã đạt được mục đích,
hay nói cách khác là đã hoàn thành. Mục đích của Hiệp hội Dược Đô rất đơn giản, chính là để thu hút một doanh nghiệp có thế lực mạnh có thể hợp tác với mình đến. Quan trọng nhất là khoản đầu tư của Hiệp hội Dược Đô. Còn mục đích của các nhà kinh doanh đến tham dự cũng rất đơn giản, đó là có thể thông qua buổi đấu giá này mà được Hiệp hội Dược Đô để mắt đến và có được dự án hợp tác với Hiệp hội Dược Đô. Thật ra đôi bên của buổi đấu giá triển lãm sản phẩm dược này đều có lợi. Hiệp hội Dược Đô lấy được khoản đầu tư 5 tỷ, còn công ty Nana lại lấy được đơn hàng của Hiệp hội Dược Đô. Có thể nói Khương Vi Nhan rất có thể hoàn thành được bước chuyển mình của công ty Nana để trở thành công ty dược phẩm lớn nhờ vào lần hợp tác này. Tiêu Chính Văn dẫn Khương Vi Nhan rời khỏi hội trường trước, một đám phóng viên đuổi theo Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan muốn biết tin tức bên lề của họ. Đối với đám phóng viên, chuyến đi đến trung tâm triển lãm sản phẩm dược hôm nay là lựa chọn đúng đắn. Dược phẩm Giang Trung chưa từng xuất hiện tin tức nóng hổi như vậy. Hôm sau, giới tin tức của Dược Đô đều bùng nổ. Vô số các tiêu đề được đặt ra. Tin tức nóng hổi 1, đội danh dự của thiên tử bỗng xuất hiện ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược để đọc chỉ dụ của thiên tử. Tin tức nóng hổi 2, Đồ Hưu bị cách chức, tư lệnh mới nhậm chức là Ôn Bất Lâm. Tin tức nóng hổi 3, vua Bắc Lương xuất hiện ở Dược Đô chấn động. Tin tức nóng hổi 4, anh Bạch đầu tư 5 tỷ cho Hiệp hội Dược Đô, công ty Nana trở thành đối tác. Từ quan chức đến người dân đều bàn tán xôn xao về tin tức này, cả Dược Đô chưa từng náo nhiệt như hôm nay. Cùng lúc đó, sau khi nhà họ Vương ở Dược Đô nhận được tin tức thì như gặp phải kẻ địch. Đồ Hưu thất bại rồi sao? Tiếp theo chẳng phải nhà họ Vương sẽ gặp đại họa ngập đầu à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 704, cậu ta là vua Bắc Lương. Khác với sự ồn ào náo nhiệt của Dược Đô, biệt thự của nhà họ Vương lại dày đặc mây mù, có chút yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như đã bị tàn phá. Việc này cũng khó trách, kể từ khi Đồ Hưu hoàn toàn biến mất, tư lệnh quân đội Dược Đô do Ôn Bất Lâm đảm nhiệm. Ôn Bất Lâm là hội trưởng Hiệp hội Dược Đô, không gì có thể bảo đảm được rằng liệu ông ấy có lợi dụng chức quyền của mình để đàn áp nhà họ Vương, giúp cho nhà họ Ôn trở thành gia tộc đứng đầu ở Dược Đô hay không. Hơn nữa, Ôn Bất Lâm đặc biệt không có cảm tình với nhà họ Vương. Xét về quyền lợi nhất định, nhà họ Ôn và nhà họ Vương cũng được coi là đối thủ cạnh tranh. Sự sụp đổ của Đồ Hưu chính là sự đả kích lớn đối với nhà họ Vương. Dù sao, hậu đài lớn nhất của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ, ưu thế và địa vị của nhà họ Vương ở Dược Đô đều đã rơi vào trạng thái xấu. Gia chủ nhà họ Vương Vương Vĩ và quản gia đang bàn bạc cẩn thận trong đại đường. Vương Vĩ cẩn thận tính toán thế cục ở Dược Đô, hỏi, bây giờ Dược Đô đang ở thế cục mới nào rồi? Giản gia Vương Hỗ Du cúi người khiêm nhường nói, e rằng đối với nhà họ Vương chúng ta không phải là thế cục tốt, dù sao bây giờ, Hiệp hội Dược Đô là doanh nghiệp đầu tàu của Dược Đô, sự sụp đổ của tướng quân Đồ Hưu, sợ rằng các gia tộc của Hiệp hội Dược Đô trước đây bị tướng quân đàn áp đều sẽ đứng lên phản kháng. Vương Vĩ lầm bầm, có vẻ là như vậy, hơn nữa, nhà họ Vương chúng ta có quan hệ thân thiết nhất với tướng quân Đồ Hưu. Lần này có thể sẽ phải chịu sự đàn áp khốc liệt nhất, thậm chí có thể khiến chúng ta trở thành một gia tộc nhỏ không có tiếng nói gì, đúng không? Vương Hỗ Du không trả lời, có thể sự thật chính là như vậy. Theo nhầm chủ nhân, một con chó hoang hoàn toàn không có quyền kiểm soát vận mệnh của mình. Đây chính là trạng thái của cuộc đời. Vương Vĩ ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt u ám. Khoảnh khắc này, Vương Vĩ như già đi hàng chục tuổi. Từ một người đàn ông trung niên trở thành một ông già. Vương Vĩ trầm giọng nói, còn chuyện gì nữa thì nói hết đi. Vương Vĩ dường như đã chấp nhận số phận của mình, quả thực là như vậy, trong mắt ông ta, không có việc gì thảm hơn việc Đồ Hưu sụp đổ cả. Vương Hỗ Du cúi gằm đầu, định nói lại thôi. Ông ta sợ rằng khi gia chủ biết chuyện này, bệnh tim của ông ta lại tái phát. Nói, Vương Vĩ dục. Ánh mắt Vương Hỗ Du tràn đầy sự quan tâm. Nói, nếu như gia chủ biết được chuyện này, nhất định không được tức giận đâu đấy, tức giận sẽ làm tổn hại cơ thể. Vương Vĩ gật đầu, trầm giọng ừ một tiếng. Vương Hỗ Du thở dài một hơi, nói, hôm qua ở trung tâm triển lãm sản phẩm dược xảy ra một chuyện lớn, thậm chí còn kinh khủng hơn chuyện tướng quân Đồ Hưu sụp đổ. Vương Vĩ đột nhiên có hứng thú, hả? Chuyện gì thế? Vương Hỗ Du nói thẳng, trung tâm triển lãm sản phẩm dược tổ chức cuộc họp báo rất lớn.
ngay cả đội danh dự của thiên tử cũng tới tham gia, còn mang theo thánh chỉ của thiên tử. Thật không thể tin được, thiên tử lại quan tâm đến dược đô của Giang Trung như vậy, Vương Vĩ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vương Hỗ Du nuốt nước bọt, nói thiên tử đích thân phế tước hiệu của tướng quân Đồ Hưu, lập Ôn Bất Lâm lên làm tướng quân mới. Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy, lần này thiên tử ban sắc lệnh tới dược đô là vì vua Bắc Lương. Vua Bắc Lương, hóa ra lại là long soái đầu tiên của Hoa Quốc, vua Bắc Lương. Vương Vĩ trợn trừng hai mắt, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Vương Hỗ Du nhìn bộ dạng kinh ngạc của Vương Vĩ, tiếp tục nói, hơn nữa, vị vua Bắc Lương dưới một người trên vạn người lúc này cũng đang ở dược đô. Gì cơ, đầu óc Vương Vĩ quay cuồng. Hoàn toàn không có tin tức gì cho biết vua Bắc Lương đã tới dược đô. Lẽ nào, vua Bắc Lương ẩn mình ở một nơi nào đó trong dược đô, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của toàn bộ gia tộc doanh nghiệp ở dược đô. Vương Vĩ vẫn đang cố lục lại trong trí nhớ, vị vua Bắc Lương này rốt cuộc là ai? Ôn Bất Lâm này từ chức hội trưởng một bước lên tiên, trở thành tư lệnh của quân đội dược đô, lẽ nào được hưởng ân huệ của vua Bắc Lương sao? Nghĩ đến đây, Vương Vĩ lập tức nghĩ tới một người Tiêu Chính Văn. Người khi vừa tới dược đô đã mua được khách sạn dược đô, người vừa tới dược đô đã được tướng quân Đồ Hưu đặc biệt quan tâm, người vừa tới dược đô đã được Ôn Bất Lâm hết lòng cung phụng. Lẽ nào là Tiêu Chính Văn? Vương Vĩ buột miệng hỏi. Trong ánh mắt chờ mong của Vương Vĩ, Vương Hỗ Du gật đầu một cách nặng nề. Đúng vậy, chính là Tiêu Chính Văn. Vương Vĩ nhìn Vương Hỗ Du, trong mắt hiện ra sự sợ hãi và chua xót. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Vương Vĩ vẻ mặt vô hồn, Tiêu Chính Văn vừa tới dược đô đã bị Vương Tử Nghiêu chọc giận rồi. Nếu như Tiêu Chính Văn biết nhà họ Vương chúng ta có quan hệ với Đồ Hưu, nói không chừng sẽ nhổ sạch gốc rễ nhà chúng ta lên, nhà họ Vương chúng ta hoàn toàn không còn cơ hội trở mình nữa rồi. Đắc tội với Ôn Bất Lâm, vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng đắc tội với vua Bắc Lương thì có mấy cái mạng cũng vô dụng. Vương Hỗ Du lập tức quỳ xuống, thành khẩn nói, không đâu, lão gia cát nhân thiên tướng, lần này nhất định sẽ biến xấu thành tốt. Vương Vĩ cười lạnh, ông ta biết rằng Vương Hỗ Du chỉ là đang an ủi mình mà thôi. À, Vương Vĩ dường như nghĩ ra điều gì đó, lập tức nhảy ra khỏi ghế, nói, không phải nói anh Bạch cũng đã tới dược đô sao. Nếu như có thể nhận được sự hỗ trợ của anh Bạch, biết đâu chúng ta sẽ có được một cơ hội sống, ông nghĩ thế nào? Vương Hỗ Du nhìn thấy ánh mắt như vớ được phao cứu sinh của Vương Vĩ, khoảnh khắc đó ông ta không nỡ phá vỡ tâm trạng tốt của Vương Vĩ. Ha ha! Vương Vĩ bật cười, đứng dậy, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, mừng rỡ đến rơi nước mắt. Bộ dạng lúc này như điên, như ngố, như dở hơi. Sau khi trầm mặc một lúc sau, cuối cùng Vương Hỗ Du cũng quyết định nói chân tướng sự việc cho Vương Vĩ biết, gia chủ, thật ra, Vương Vĩ quay đầu lại nhìn, sắc mặt tái nhợt. Hai, Vương Hỗ Du thở dài, nói, thật ra, anh Bạch với khối tài sản kếch xù cũng chính là Tiêu Chính Văn. Uinh uinh, một tiếng sét đánh từ trên trời xuống, bao phủ cả người của Vương Vĩ. Vương Vĩ ngã phịch xuống đất, tụt hết cả cảm xúc. Vương Hỗ Du chạy tới, nhìn thấy trên đầu Vương Vĩ đã có thêm nhiều cọng tóc bạc. Vui quá thành ra bi thương, nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời này chính là cho bạn một tia hy vọng không thể thực hiện được, khiến bạn không ngừng đấu tranh để cố gắng thực hiện tia hy vọng đó, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất bại càng nhiều. Vương Hỗ Du đỡ Vương Vĩ dậy, nói, gia chủ, ông nhất định phải lấy lại tinh thần, dù sao lão gia vẫn còn có các phu nhân, còn có cả cái nhà họ Vương này, mọi người đều rất cần ông mà. Vương Vĩ nhờ Vương Hỗ Du đỡ đứng dậy, ông ta lau khóe mắt, ông ta nghi ngờ rằng có hạt cát bay vào trong mắt, vì vậy khiến ông ta đau xót như vậy. Trầm mặc một lúc lâu, Vương Vĩ ra lệnh. Chạy trốn, không màng tất cả, chạy trốn khỏi đây. Bây giờ vua Bắc Lương muốn tìm ra quan hệ khăng khít của nhà họ Vương với Đồ Hưu chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 705, cho Tiêu Chính Văn một bài học. Bây giờ Vương Vĩ chỉ hy vọng vua Bắc Lương vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ của nhà họ Vương và Đồ Hưu, chỉ khi vua Bắc Lương vẫn chưa kịp phản ứng, bọn họ có thể giấu tên chạy trốn khỏi dược đô, như vậy mới có thể bảo toàn được mạng sống. Ông ta lập tức nắm lấy cánh tay của Vương Hỗ Du, nói quản gia, ông mau chóng đi thông báo, bảo thiếu gia và các phu nhân mau chóng thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ rời khỏi dược đô trong đêm, chạy càng xa càng tốt,
không bao giờ quay lại nữa. Vương Hỗ Du nhắc nhở một câu, lão gia, nhưng toàn bộ tài sản tích lũy của ông ở Dược Đô, ông đều không cần nữa sao? Đây đều là tài sản ông tích lũy suốt mấy chục năm mà. Vương Vĩ lắc đầu, giữ được cái mạng rồi hãy nói, cái thân còn chưa lo được lo gì đến những thứ khác. Vương Hỗ Du gật đầu, trả lời, nếu đã như vậy, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp ngay. Không chút do dự, ông ta chạy như bay ra khỏi đại đường. Tuy nhiên, khi Vương Hỗ Du đi tới cửa, gặp một thị vệ trong phủ. Thị vệ này không có gì đặc biệt, nhưng mái tóc đỏ của anh ta rất bắt mắt. Anh ta đi ra khỏi sân của Vương Tử Nghiêu, phi thẳng vào đại đường nhà họ Vương, hét lớn, không hay rồi, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, thiếu gia. Vương Hỗ Du vươn tay ngăn thị vệ đó lại, sắc mặt xanh mét hỏi, xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ vậy, lẽ nào không biết gia chủ đang nghỉ ngơi ở bên trong sao? Thị vệ dừng lại, há hốc mồm, thở gấp nói, xảy ra chuyện rồi, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Vương Vĩ vừa nghe thấy ở cửa đại đường có động tĩnh, lập tức kinh ngạc bước ra, lớn giọng hỏi, xảy ra chuyện gì cậu nói đi tôi nghe. Dù sao bây giờ nhà họ Vương cũng đến bước đường này rồi, còn có chuyện gì lớn hơn chuyện Đồ Hưu sụp đổ, vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn xuất hiện ở Dược Đô chứ? Thị vệ đứng lên, vội vàng nói, thiếu gia dắt theo hơn chục thị vệ đi ra ngoài rồi. Vương Vĩ lo lắng nói, bây giờ tình hình như nào rồi mà còn ra ngoài làm gì, lúc nào cũng khiến tôi phải bận tâm. Mọi người đều biết, Vương Tử Nghiêu là công tử ăn chơi số một ở Dược Đô. Vương Vĩ cũng vì chuyện này mà bạc trắng cả đầu, cái doanh nghiệp to lớn nhà họ Vương này sợ rằng không có ai kế thừa mất. Vì lý do này, ông ta thường xuyên mắng mỏ và đánh đập Vương Tử Nghiêu, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Vương Tử Nghiêu vẫn ngang ngược như thế. Càng lúc càng đi xa khỏi quỹ đạo, hoàn toàn không để ý đến Vương Vĩ. Thị vệ nói, thiếu gia muốn cho Tiêu Chính Văn một bài học, để cho anh ta biết rằng thiếu gia không phải là người dễ bắt nạt. Vương Hỗ Du sững sờ hét lớn, không hay rồi, nếu như thiếu gia thật sự đụng độ với Tiêu Chính Văn, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Thị vệ cũng nói, vâng ạ, vậy có cần phái thêm người tới giúp thiếu gia không? Trước nay các vệ sĩ đều nói khả năng của Tiêu Chính Văn không thể nào đùa được. Vương Vĩ gõ mạnh vào trán thị vệ, giống lên, cậu mau chóng đi đưa thiếu gia quay về, mau đi nhanh, nếu không, tôi hỏi tội cậu. Thị vệ vội vàng chạy ra khỏi đại viện nhà họ Vương, anh ta bất cẩn ngã xuống đất lại lập tức bò dậy chạy tiếp, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Vương Vĩ ôm ngực, thở hổn hển. Vương Hỗ Du đỡ lấy Vương Vĩ, lớn giọng hỏi, gia chủ, đừng quá lo lắng, thiếu gia cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ hóa giữ thành lành. 2. Vương Vĩ bày ra bộ dạng bất lực trong cách dạy con, cái thằng nghiệp chướng này, muốn đẩy nhà họ Vương chúng ta vào đường chết sao? Nó chán sống rồi hay sao mà vác xác đi tìm Tiêu Chính Văn? Vương Hỗ Du cũng mặt mày buồn bực, rất rõ ràng, hành động của Vương Tử Nghiêu là tự tìm đường chết. Vương Vĩ tức giận nói, quản gia Vương, đưa nó về cho tôi, nhất định không được để thằng nhãi đó đụng độ với Tiêu Chính Văn, nếu không, chúng ta thật sự không chạy trốn được nữa rồi. Vương Hỗ Du gật đầu, sau đó xoay người chạy đi ngăn cản Vương Tử Nghiêu. Vương Vĩ hét lớn, chậm thôi, chúng ta cùng đi, thằng phản nghịch này sợ rằng không ai có thể thuyết phục được nó. Vương Hỗ Du kéo Vương Vĩ, cùng rời khỏi nhà họ Vương. Thị vệ tóc đỏ đã nhanh chóng hành động, nhưng anh ta kịp đến khi Vương Tử Nghiêu chuẩn bị bước vào khách sạn Dược Đô. Vương Tử Nghiêu đeo một cặp kính đen, trên tay cầm một thanh sắt. Phía sau hắn có hơn chục tên thị vệ nhà họ Vương, người nào cũng cao to lực lưỡng, cơ bắp trên người như muốn nổ tung, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy khiếp sợ. Trên trán Vương Tử Nghiêu có một miếng băng gạc, có thể nhìn ra, vết thương lần trước ở biệt thự của Đồ Hưu vẫn chưa lành, vì vậy hắn vẫn ghim hận Tiêu Chính Văn đến bây giờ. Vương Tử Nghiêu đương nhiên không dám ra tay với người có quyền cao chức trọng như Đồ Hưu, nhưng Tiêu Chính Văn thì khác, dù sao anh cũng chỉ là một triệu phú giàu có thôi. Với vị thế của mình ở Dược Đô, Vương Tử Nghiêu có thể dễ dàng đè bẹp một tên công tử nhà giàu nhỏ bé. Vì vậy, sau khi Vương Tử Nghiêu ra khỏi bệnh viện, hắn lập tức dẫn một nhóm thị vệ của nhà họ Vương đến khách sạn Dược Đô. Hôm nay, hắn phải đánh chết Tiêu Chính Văn, báo thù cho chính mình. Thị vệ tóc đỏ chạy tới, ngăn Vương Tử Nghiêu lại, thiếu gia Vương, tuyệt đối đừng vào. Vương Tử Nghiêu quay đầu lại, trừng mắt nhìn thị vệ tóc đỏ. Lớn tiếng mắng, cậu nói cái gì,
bảo ông đây không được vào á, cho rằng ông đây đánh không lại thằng Tiêu Chính Văn đó sao? Lần trước tôi chỉ dắt theo 4 thị vệ, nhưng lần này thì khác rồi, tôi dắt theo một đám anh em tới, tên Tiêu Chính Văn đó có lợi hại như thế nào, chẳng lẽ có thể đánh lại được nhiều người như vậy sao? Chương 706, bao vây tên đó lại. Thị vệ tóc đỏ không chút do dự, lập tức nói, không phải, đương nhiên là tôi tin thiếu gia rồi, cậu rất có thực lực, nhưng đây là do lão gia căn dặn, có thể do lão gia sợ cậu bị thương, dù sao thiếu gia cũng là con trai duy nhất của nhà họ Vương mà, nhớ tên Tiêu Chính Văn đó liều mạng đánh bại cậu thì sao? Vương Tử Nghiêu đẩy kính râm trên mũi, lập tức nói, này đồ tóc đỏ, tôi nói rõ cho cậu biết, hôm nay tên Tiêu Chính Văn đó không thể sống sót ra khỏi khách sạn này được đâu. Cậu cứ coi như không tìm được tôi đi, cứ đi về báo cáo như vậy là được. Thị vệ tóc đỏ cũng cảm thấy bất lực, dù sao một bên là gia chủ, một bên là thiếu gia, bên nào cũng không thể đắc tội, chỉ đành co rúm lại không dám nói thêm lời nào. Vương Tử Nghiêu không để ý đến cậu ta nữa, lớn tiếng nói, đi, các anh em xông lên cho tôi, đánh gãy tay chân tên Tiêu Chính Văn đó. Lên! Giết! Một đám người nhà họ Vương kêu ầm lên. Muốn đánh gãy tay chân Tiêu Chính Văn. Vương Tử Nghiêu dẫn đầu lao vào khách sạn Dược Đô, nhưng trong đại sảnh của khách sạn không có mấy người, chỉ có một lễ tân đang nhìn đám người hung ác nhà họ Vương lao tới. Cô gái ở quầy lễ tân tên là Đới Mộng Mộng, là một cô gái ngoài 20 tuổi. Cô ấy đi một đôi tất đen, mặc một chiếc váy ngắn, cộng thêm đôi giày cao gót khoảng 10 cm. Không thể không nói rằng, là trụ cột của cả cái khách sạn Dược Đô. Cô gái này dù là khí chất hay dung mạo đều rất hoàn mỹ. Cô ấy vừa nhìn thấy Vương Tử Nghiêu hùng hổ đi tới, lập tức gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc mới Ôn Bồi Nghiêu. Ôn Bồi Nghiêu là cháu trai của Ôn Bất Lâm, vì Tổng Giám Đốc trước đó đã xúc phạm Tiêu Chính Văn nên đã bị sa thải, Ôn Bất Lâm nhân cơ hội thăng chức cho cháu trai mình. Sau đó, Đới Mộng Mộng lập tức tiến lên chào hỏi, cười nói với Vương Tử Nghiêu, ái chà, thiếu gia Vương, anh có chuyện gì mà dắt đông người tới đây thế này? Vương Tử Nghiêu cũng là người làm việc nhanh gọn, hắn hất tay, đám người lập tức bao vây Đới Mộng Mộng. Nói cho tôi biết, Tiêu Chính Văn có đang ở khách sạn Dược Đô không, nếu có thì ở phòng nào, ông đây đến tìm hắn tính sổ. Đới Mộng Mộng tái mét mặt mũi, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nói, thiếu gia Vương, anh muốn làm gì vậy? Vương Tử Nghiêu bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, nói tôi không kiên nhẫn đâu đấy, hỏi cô câu cuối cùng, Tiêu Chính Văn rốt cuộc ở phòng nào? Đới Mộng Mộng thông qua khe hở giữa các thị vệ, nhìn thấy Ôn Bồi Nghiêu đi tới quầy lễ tân, vội vàng nói, giám đốc Ôn, cuối cùng anh cũng tới rồi. Vương Tử Nghiêu quay đầu lại, nhìn Ôn Bồi Nghiêu. Người này có đôi mắt sáng, mặc vest, dáng vẻ trông rất phúc hậu. Ôn Bồi Nghiêu lập tức lao vào trong đám đông, hét lớn, các người đang làm gì vậy, đây là khách sạn Dược Đô đấy, nếu như các người gây sự ở đây, chú tôi là Ôn Bất Lâm sẽ không tha cho các người đâu. Hơn nữa, bảo vệ của khách sạn Dược Đô sắp tới rồi, đến lúc đó, các người muốn đi cũng không đi được đâu. Tuy nhiên, Vương Tử Nghiêu lập tức tát cho Ôn Bồi Nghiêu một cái, nói, mày nghĩ mày là ai, chỉ là thằng cháu xa của Ôn Bất Lâm mà thôi, ông mày là thiếu gia nhà họ Vương đấy, mày dám hù dọa tao à, đánh cho mày đến mẹ cũng không nhận ra bây giờ. Ha ha ha, khi Vương Tử Nghiêu cho Ôn Bồi Nghiêu một cái tát, đám thị vệ nhà họ Vương đều phá lên cười. Ôn Bồi Nghiêu tức giận nhìn Vương Tử Nghiêu, nói anh đừng có hối hận, chú tôi bây giờ là tư lệnh của quân đội Dược Đô đó, anh lại dám động tay ở địa bàn của tư lệnh, tôi nói cho anh biết, anh không sống được nữa đâu. Ha ha, Vương Tử Nghiêu lại tát cho Ôn Bồi Nghiêu thêm một cái, nói, mày hù dọa ai đấy, tư lệnh của Dược Đô là tướng quân Đồ Hưu, đừng có rát vàng lên người chú mày. Vương Tử Hưu vẫy tay, bảo đám thị vệ ra tay với Ôn Bồi Nghiêu. Tiếng hét thảm thiết của Ôn Bồi Nghiêu lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ tới rồi, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan tới rồi. Đột nhiên, không biết là ai vừa hét lên, ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của đám người nhà họ Vương. Được một nhóm người bảo vệ, Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan bước vào khách sạn Dược Đô. Vương Tử Nghiêu quay đầu nhìn, vừa thấy Tiêu Chính Văn liền ra hiệu, nói, người đâu? Bao vậy tên đó lại cho tôi. Chương 707, kế hoạch của Xích Diệm Vương. Đám thị vệ ngay lập tức bao vây Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Vương Tử Nghiêu bước ra khỏi đám người,
đến trước mặt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Hắn tháo kính râm xuống, hỏi bằng giọng điệu mỉa mai, mày còn nhớ tao là ai không? Tiêu Chính Văn cau mày, không buồn để ý Vương Từ Nghiêu, đưa Khương Vi Nhan đi về phía phòng. Sự khinh bỉ như vậy khiến cơn tức giận của Vương Từ Nghiêu đạt tới cực điểm. Hắn tức giận hét lớn, người đâu, bao vây hắn lại cho tôi, đánh chết hắn đi. Xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm. Ngay lập tức, hơn chục thị vệ của nhà họ Vương vây quanh Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, sau đó tay đấm chân đá không ngừng. Hừ, Tiêu Chính Văn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phung tay lên, đánh ngã hơn chục tên thị vệ xuống đất. À à à, đám thị vệ ôm đầu ôm chân, vẻ mặt đau đớn. Tiêu Chính Văn quét mắt qua, dừng lại trên người Vương Tử Nghiêu. Vương Tử Nghiêu hơi sững sờ trước cái nhìn chằm chằm của Tiêu Chính Văn, toàn thân nổi hết da gà. Vương Tử Nghiêu cứ nghĩ rằng lần trước chỉ dắt theo 4 tên thị vệ nên Tiêu Chính Văn mới có cơ hội đánh thắng được mình, nhưng hôm nay đã dắt theo hơn chục tên thị vệ của nhà họ Vương rồi, sẽ đánh cho tên Tiêu Chính Văn đó không còn đường lui. Tuy nhiên, suy nghĩ thì phong phú như thế còn hiện thực lại tàn nhẫn hơn nhiều. Mới có mấy giây, Tiêu Chính Văn đã đánh ngã toàn bộ thị vệ nhà họ Vương mà không tốn chút sức lực nào. Như thể ở trước mặt Tiêu Chính Văn, bọn họ không có chút sức phản kháng nào. Tiêu Chính Văn bước tới chỗ Vương Tử Nghiêu, trên đường đi còn dùng chân đá vào đám thị vệ nhà họ Vương đang nằm trên đường một cái. Tiêu Chính Văn càng tới gần Vương Tử Nghiêu, mang theo sát khí bức người, dọa hắn sợ hãi không ngừng lùi về phía sau. Anh đi tới chỗ Vương Tử Nghiêu, đá cho hắn một nhát, sau đó giẫm mạnh lên người hắn, vừa nãy mày nói cái gì cơ? Vương Tử Nghiêu sợ tới mức hồn bay phách lạc, ngã rạp trên đất, lắp bắp nói, không có, thực sự không có. Tiêu Chính Văn dùng lực đạp mạnh, ấn chặt Vương Tử Nghiêu trên mặt đất, nhìn kỹ hắn, mỗi lần nhìn chân anh lại lún sâu thêm vài centimet. Rắc, hình như là tiếng xương gãy. Á, Vương Tử Nghiêu đau khổ hét lên, anh Tiêu, tôi sai rồi, tôi đáng chết, cầu xin anh tha cho tôi với. Sai, sai ở đâu? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Vương Tử Nghiêu nằm trên đất, gào khóc tôi không nên tới tìm anh gây sự, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ. Cầu xin anh Tiêu giơ cao đánh khẽ, hừ. Tiêu Chính Văn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Vương Tử Nghiêu, cơ hội chỉ có một lần, xin lỗi vợ tôi ngay. Lúc này Vương Tử Nghiêu đâu dám hó hé nửa lời, vội vàng bò đến quỳ xuống trước mặt Khương Vi Nhan, không ngừng dập đầu xin lỗi vợ anh Tiêu, là tôi sai rồi, cầu xin cô tha thứ cho loại liều lĩnh và thiếu hiểu biết như tôi. Bụp bụp bụp, tiếng dập đầu vang lên truyền tới tai tất cả mọi người. Khương Vi Nhan cũng sửng sốt, vội vàng lui về phía sau, nhỏ giọng nói, anh đứng lên đi, tôi tha lỗi cho anh. Nghe thấy vậy, Vương Tử Nghiêu run rẩy định đứng lên. Nhưng, đột nhiên ở cửa truyền đến một tiếng hét giận dữ, thằng nghịch tử, quỳ xuống. Vương Vĩ nổi giận đùng đùng chạy từ cửa vào, trên trán đẫm mồ hôi, thở không ra hơi. Vương Tử Nghiêu nhìn thấy bố mình chạy tới, nước mắt lưng tròng, than khóc bố. Bố tới rồi, tên Tiêu Chính Văn này ức hiếp người, đánh con thành ra thế này, bố mau tìm người tới đánh chết hắn đi, lúc này Vương Tử Nghiêu cũng chẳng biết bố mình đến vì chuyện gì, còn nghĩ rằng đến hỗ trợ cho hắn nữa chứ. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa dứt lời, Vương Vĩ đã xông lên tát cho hắn một cái, khiến hắn ngã rạp xuống đất, ông ta chỉ tay vào người hắn, phẫn nộ hét lớn, thằng bất hiếu. Mày nói năng linh tinh cái gì đấy? Mày muốn đánh chết anh Tiêu? Mày chán sống rồi à? Khoảnh khắc đó, Vương Tử Nghiêu đơ ra hoàn toàn. Hắn ngã trên đất, ôm chặt khuôn mặt, hai mắt mở to, không hiểu chuyện gì. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này hắn cũng không thể tin được. Bố của mình, gia chủ nhà họ Vương, ông chủ giàu có ở Dược Đô, không ngờ lại quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, khiêm tốn nhỏ bé nói, chủ soái Tiêu, tôi đến muộn một bước rồi, để thằng nghịch tử này mạo phạm đến anh. Chỉ cầu xin chủ soái Tiêu khai ơn, tha cho nó một mạng, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó thật chặt. Chủ soái Tiêu. Khoảnh khắc đó, Vương Tử Nghiêu hoàn toàn sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Chính Văn. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vương Vĩ đang quỳ trước mặt, nói ông chính là gia chủ nhà họ Vương, Vương Vĩ. Đúng, chính là tôi. Lúc này Vương Vĩ đang quỳ trên mặt đất, cả người run lên, trên trán toát mồ hôi lạnh. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng,
nói, gia chủ Vương, ông biết tội chưa? Bùm! Câu nói này như sấm rền trong đầu Vương Vĩ. Trong phút chốc, ông ta quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, biết tội ạ. Nhà họ Vương đã biết tội, cầu xin chủ soái tha mạng. Nhà họ Vương từ nay về sau nguyện làm trâu làm ngựa, hết lòng phục tùng chủ soái. Cầu xin chủ soái tha mạng. Sau khi hét xong, Vương Vĩ quay đầu nhìn Vương Tử Nghiêu đang ngẩn người ra, hét lớn, thằng nghịch tử. Còn không mau dập đầu xin chủ soái tiêu. Vương Tử Nghiêu ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng bò tới, sợ hãi dập đầu hét lớn, cầu xin chủ soái tiêu tha mạng, cầu xin chủ soái tiêu tha mạng. Tôi sai rồi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn hai bố con nhà họ Vương đang quỳ trên đất, hừ lạnh, nhà họ Vương có mưu đồ với Đổ Hưu, ám hại vua Bắc Lương, từ hôm nay trở đi, tài sản bị tịch thu, điều tới biên cương, phân phát cho người nghèo. Nói xong, Tiêu Chính Văn hất tay, rời khỏi đại sảnh. Hai bố con nhà họ Vương quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu cảm ơn chủ soái Tiêu đã tha mạng. Cùng ngày hôm đó, nhà họ Vương bị binh lính của Ôn Bất Lâm tịch thu hết tài sản, hai bố con nhà họ Vương cũng bị đẩy ra biên cương, cứu giúp dân nghèo. Sau khi Tiêu Chính Văn giải quyết xong chuyện ở Dược Đô, chiều hôm đó anh và Khương Vi Nhan cùng nhau quay về Tu Hà. Nửa đêm, trong dãy núi cách 50 dặm ngoài Long Kinh, trong biệt thự của Xích Diệm Vương, một người đàn ông thương tích đầy mình đang quấn băng gạc nằm trên cáng. Nếu là người thân quen, khi nhìn kỹ có thể nhận ra, người bị quấn băng gạc kín mít này chính là Đồ Hưu, người vừa được cứu ra khỏi Dược Đô. Đúng lúc này, Xích Diệm Vương chật vật đi ra từ phía sau đại sảnh, ông ta ho khan vài tiếng, liếc nhìn Đồ Hưu khắp người đều là máu trên cáng, trầm giọng nói, tướng quân Đồ, sao lại ra nông nỗi này? Ây, thôi bỏ đi, bổn vương cứu ông một lần vậy. Người đâu, đưa ông ta vào phòng nghiên cứu, tiêm thuốc ba sao cho ông ta. Vâng, chẳng mấy chốc. Hai binh lính bước vào, nhấc Đồ Hưu lên rồi rời đi. Trong đại sảnh mờ mịt, Vương Diệu Cương một trong số 12 tướng bộ của Xích Diệm Vương bước vào, hỏi, Vương, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đồ Hưu thất bại rồi, kế hoạch của chúng ta cũng thất bại rồi. Xích Diệm Vương chống gậy, vẻ mặt u ám nói, đừng lo lắng, con cờ Đồ Hưu đã thất bại, vẫn chưa coi là thua hoàn toàn, tiếp theo phải xem nhà họ Viên rồi. Ngoài ra, tình hình ở nhà tù đen, ông nghe ngóng được tới đâu rồi? Vương Diệu Cương nhanh chóng trả lời, nghe được rồi, Tiêu Long năm đó, chương 708, bàn chuyện ở Thiên Tử Các hai ngày sau, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan trở về Tu Hà. Khương Vi Nhan vẫn đang giải quyết công việc của công ty, dù sao cũng đã ký hợp tác với Hiệp hội Dược Đô, bây giờ trọng tâm của công ty dần chuyển sang ngành dược phẩm. Hơn nữa, dưới sự đề nghị của Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan cũng đang cân nhắc mở thêm một công ty mới độc lập để hoàn toàn vạch ra ranh giới với nhà họ Khương. Còn hai ngày nay Tiêu Chính Văn ở nhà chơi với Nana. Lúc này, Long Lân bước từ ngoài vào, kính cẩn nói, Long Vương, các anh em của Điện Thần Long phân bố đồng đều ở 7 tỉnh đã điều tra được tin tức liên quan đến nhà họ Viên, trong đó có một tin anh nhất định sẽ thấy rất hứng thú. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn nhướng mày, giao Nana cho bảo mẫu mới thuê. Sau đó hỏi tin tức gì thế? Long Lân nói, nội bộ nhà họ Viên này không đoàn kết lắm, dựa theo tin tức mà các anh em gửi về, gia chủ nhà họ Viên đã sống ẩn giật mấy năm rồi, mọi chuyện lớn nhỏ nhà họ Viên đều do năm vị trưởng lão đứng ra giải quyết, mà năm vị trưởng lão này lại thuộc hai phe phái khác nhau. Lần lượt là phái cấp tiến và phái bảo thủ. Người vẫn luôn nhắm vào Long Vương trước đây là ba vị trưởng lão của phái cấp tiến. Ba vị trưởng lão này cũng là ba người có quyền lớn nhất nắm giữ ưu thế trong nhà họ Viên ở thời điểm hiện tại. Nghe thấy những lời này, Tiêu Chính Văn trầm mặc một lát, gật đầu nói, tôi biết rồi, tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm đủ chứng cứ để lật đổ nhà họ Viên. Vâng, Long Lân trả lời, sau đó hỏi, đúng rồi, Long Vương, lịch trình tới nhà tù đen đã được lên kế hoạch ổn thỏa, ba ngày sau khởi hành. Được, tôi biết rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu. Long Lân cũng nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, ở tầng 9 của Thiên Tử Các ở Long Kinh xa xôi. Thiên Tử đứng trên ban công, nhìn ra toàn bộ Long Kinh, thành phố cổ có lịch sử hàng nghìn năm. Ông Long chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, đứng chắp tay, trong ánh mắt đục ngầu ẩn chứa sự bình thản với thế sự. Ông ta nói, Đồ Hưu đã được người nào đó cứu rồi. Thiên Tử gật đầu, ánh mắt hỗn độn,
hỏi, đã điều tra ra ai là người cứu chưa? Ông Long lắc đầu nói, vẫn chưa, đối phương rất thận trọng, không để lại bất kỳ dấu tích nào. Vua Bắc Lương đã phái một đội quân tinh nhuệ của chiến khu lục soát toàn bộ dãy núi gần Dược Đô Giang Trung nhưng cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Nghe thấy vậy, thiên tử xoay người, nhìn ông Long, sau đó bước vào đại sảnh, nhìn ván cờ đã chơi xong trên bàn, sau đó ông ấy nhìn chằm chằm vào vị tướng quân uy quyền đang ra trận, nói có thể ở Hoa Quốc này cứu một người mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, xem ra đây không phải là kẻ tầm thường, thực lực khá mạnh, điều Hộ Long Kỵ đi điều tra ra kẻ đứng đằng sau cho tôi. Hộ Long Kỵ. Ông Long nghe thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, nói thiên tử, Hộ Long Kỵ này không thể dễ dàng điều động được đâu, ông thật sự muốn phái Hộ Long Kỵ đi chỉ vì đồ hiêu sao? Thiên tử chắp hai tay sau lưng, nói tôi có cảm giác, người phía sau đang bày mưu tính kế làm dung chuyển Hoa Quốc. Lập tức hạ lệnh, bảo Hộ Long Kỵ phái ra những mật thám tinh nhuệ nhất đi điều tra rõ mọi chuyện. Vâng, ông Long gật đầu đáp. Sau đó, ông ta nói tiếp, đúng rồi, ba ngày sau, Tiêu Chính Văn lại khởi hành tới nhà tù đen. Nhà tù đen sao, ông nghĩ phần trăm thắng của cậu ta là bao nhiêu? Thiên tử hỏi, ông Long lắc đầu nói, tôi không biết, nhà tù đen được bốn vị cường giả cấp chủ soái trấn thủ, người lợi hại nhất cũng ngang tầm với chúng ta, mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn đã phá vỡ cấp 6 sao, tuy nhiên, nếu như muốn cứu một người khỏi nhà tù đen cũng không phải chuyện dễ dàng gì, sợ rằng, nhất định sẽ phải trả giá. Nghe thấy vậy, thiên tử trầm mặc một lúc, sau đó quay lại nhìn ông Long. Cười nói, không, tôi tình nguyện tin tưởng thằng nhóc Tiêu Chính Văn đó. Dù sao cậu ta cũng là cháu trai của Tiêu Long, hậu duệ nhà họ Tiêu, không có ai là không xuất sắc cả. Ông Long im lặng một lúc, sau đó hỏi, vì sao thiên tử lại tin cậu ta? Thiên tử cười nói, Thiên Sơn Thư Lục, Thiên Sơn Thư Lục, ông Long ngạc nhiên hỏi. Thiên tử gật đầu nói, Tiêu Chính Văn ở độ tuổi này đã có thể đột phá được cấp 6 sao, đây đúng là cơ hội hiếm có. Mà nguyên nhân duy nhất có thể lý giải chuyện này là Thiên Sơn Thư Lục đang nằm trong tay cậu ta. Phải biết rằng, năm đó Tiêu Chính Văn học được nội dung trong mảnh giấy Thiên Sơn Thư Lục, từ đó thực lực đã vượt qua cả tôi. Cuốn sách thần kỳ này vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta đấy. Ông Long khẽ gật đầu, nói ý của ông là, Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được một tập của Thiên Sơn Thư Lục. Thiên tử lắc đầu nói, đây là do tôi đoán thôi, về phần cậu ta đã lĩnh hội được bao nhiêu. Tôi cũng không rõ, hoặc là, thằng nhãi này đã tạo ra cho chúng ta một kỳ tích khác. Ông Long hít một hơi thật sâu, nói, mong là như vậy. Về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, anh quả thực đang ở trong sân lĩnh hội nội dung của những mảnh giấy Thiên Sơn Thư Lục. Những kỹ năng y học viết trên đó đến bây giờ anh vẫn nhớ như in, chỉ là thiếu cơ hội để thực hành. Thậm chí một số tâm pháp và kỹ thuật giết người, cả những loại võ công đã thất truyền. Tiêu Chính Văn đều đã học được không ít. Lúc này, anh thử phối hợp với tâm pháp trong mảnh giấy cùng với một loại kỹ thuật giết người ở trong sân. Hình dáng giống như bóng ma, hành động nhanh như sao băng, sát khí ngút trời. Mỗi một cú đánh, đều để lại một dấu vết đáng sợ trên tảng đá trước mặt. Xẹt xẹt xẹt, đột nhiên, Tiêu Chính Văn phi con dao găm năm cạnh sắc bén từ thắt lưng ra, chỉ trong khoảnh khắc, con dao găm như tóe lên tia lửa. Lập tức xuyên thủng hòn non bộ to lớn trước mặt anh. Bùm, tảng đá phát nổ trong tích tắc, biến thành vô số mảnh vỡ. Kỹ thuật ám sát thật lợi hại. Khuôn mặt Tiêu Chính Văn tràn đầy kinh hãi trước sự khốc liệt của các tâm pháp và kỹ thuật giết người này. Góc độ gian xảo này, ngay cả một cường giả có thực lực ngang bằng anh, trong tình huống khinh thường địch nhất định sẽ bị một đòn giết chết. Sau khi thu hồi con dao găm lại, Tiêu Chính Văn liếc nhìn phân dây xích của con dao găm bị đứt lần trước, may mắn là trong mảnh giấy có một số nội dung liên quan đến việc rèn và sửa vũ khí nên Tiêu Chính Văn đã sửa lại con dao găm đó. Thậm chí anh còn rèn lại con dao găm theo phương pháp rèn và sửa chữa được ghi chép trên mảnh giấy. Con dao năm cạnh bây giờ đã trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn, đồng thời độ cứng và độ sắc bén của nó cũng đã được cải thiện thêm một phần. Bây giờ khi sử dụng Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy dễ dàng hơn trước đây. Sau một hồi tập luyện, Tiêu Chính Văn đứng dậy, chuẩn bị đi tắm. Nhưng lúc này, với sự nhạy bén của mình, anh phát hiện ra một người núp trong góc khuất của biệt thự. Xoẹt, ngay lập tức, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, phi con dao năm cạnh tới. Con dao năm cạnh tỏa ra tia sáng lạnh lẽo,
phóng vút đi, xuyên thủng bóng tối. Á, đừng giết tôi! Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, một bóng người run rẩy chạy ra khỏi bóng tối. Tiêu Chính Văn thu con dao năm cạnh lại, lần này anh đã hạ thủ lưu tình. Lúc này, một người đàn ông mặc đồ đi đêm quỳ trong sân, nhìn Tiêu Chính Văn lạnh lùng trước mặt, không ngừng than khóc, xin lỗi, đừng giết tôi chỉ là thay người khác làm việc thôi. Tiêu Chính Văn cau mày, hiện tại an ninh của biệt thự đã được tăng cường, người này lại có thể vào được đây, chứng tỏ thực lực của hắn cũng khá đặc biệt. Tuy nhiên, từ khí chất trên người, Tiêu Chính Văn đoán được thực lực của tên này chỉ ở cấp quân vương thôi. Nói, ai sai anh tới đây? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Tên đó quỳ trên mặt đất, cả người run lên cầm cập. Hắn hoàn toàn bị sốc bởi kỹ năng mà vừa rồi Tiêu Chính Văn đã thể hiện. Là Khương Văn Kỳ cử tôi tới, ông ta bảo tôi theo dõi mọi động tĩnh trong biệt thự, tên đó lắp bắp nói. Chương 709, Khương Thái Sương tỉnh lại. Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn cau mày lại, liếc nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, lạnh lùng hỏi cậu vào đây bằng cách nào. Người đàn ông đó hơi ngẩng đầu, sợ hãi giải thích tôi lợi dụng lúc bảo vệ bên trong biệt thự nghỉ ngơi liền lẻn vào, tôi xin lỗi đại nhân, tôi sai rồi. Sau này tôi không dám nữa. Tiêu Chính Văn nhướng mày, nhìn người đàn ông đang run lẩy bẩy trước mặt, nói, bây giờ cậu từ bên ngoài lẻn vào thêm một lần. Nếu như bị phát hiện thì phải chết. Người đàn ông đó hoảng hốt, nhưng chỉ đành nghe theo, vâng. Sau đó, Tiêu Chính Văn thông báo cho bảo vệ bên trong biệt thự tăng cường lực lượng bảo vệ lại từ đâu. Tiếp theo, anh ngồi trong phòng giám sát, quan sát cảnh tượng được quay lại từ camera của cả biệt thự. Lúc này trong ngoài biệt thự, tất cả bảo vệ gần như đều mở to mắt, không dám bỏ qua bất cứ manh mối nào. Trong biệt thự đột nhiên có người lạ lẻn vào, điều này ảnh hưởng rất lớn đối với sự an toàn của biệt thự. Đội trưởng đội bảo vệ đã hết sức sợ hãi. Vậy nên lúc này phải tập trung toàn bộ tinh thần. Trong phòng giám sát, Tiêu Chính Văn ung dung quan sát cảnh tượng trên màn hình, ngoài bảo vệ tuần tra thì không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào khác. Khoảng 10 phút sau, cửa sổ phòng giám sát đột nhiên bị đẩy ra, thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên bảo vệ bên trong. Tiếp theo, người đàn ông đó đẩy cửa sổ nhảy vào phòng, khom lưng trước ánh mắt của tất cả mọi người, cẩn thận quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, nói, đại nhân, xin anh tha cho tôi. Nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong phòng giám sát, Tiêu Chính Văn liền bật cười. Tên này quả nhiên có bản lĩnh hơn người. Dưới lực lượng bảo vệ như vậy mà có thể lẻn vào bên trong, không gây ra bất cứ động tĩnh gì. Đội trưởng đội bảo vệ đứng bên cạnh sợ tới mức run lẩy bẩy, lập tức quỳ xuống, nói chủ soái, thuộc hạ làm việc không đến nơi đến chốn, xin chủ soái trách phạt. Tiêu Chính Văn điềm nhiên xua tay, nói, không trách mấy người chỉ gặp phải người lợi hại hơn mình mà thôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn nhìn về phía người đàn ông đang quỳ dưới đất, hỏi tên là gì? Vương Nhị Cầu, người đàn ông đó run rẩy nói. Trước đây làm gì, Tiêu Chính Văn tiếp tục hỏi. Vương Nhị Cầu vội vàng nằm dạp xuống đất, nói lớn, xin đại nhân khai ân, sau này tôi không dám nữa, chủ soái đang hỏi anh đấy. Mau trả lời thành thật đi. Đội trưởng đội bảo vệ đứng bên cạnh lạnh lùng trách mắng. Vương Nhị Cầu lau mồ hôi lạnh trên trán, nói trước đây, làm trộm. Tiêu Chính Văn cười rồi lên tiếng, có muốn đi theo tôi không? Câu nói này như quả bom phát nổ trong đầu Vương Nhị Cầu. Đi theo anh ấy. Căn biệt thự lớn như vậy, còn có nhiều bảo vệ như thế, đủ để thể hiện rằng thân phận của người đàn ông này rất đặc biệt, gần như không hề do dự. Vương Nhị Cầu dập đầu hô lớn, đồng ý. Tôi đồng ý ạ, sau này, dù đại nhân có muốn tôi lên núi đao xuống biển lửa thì tôi cũng sẽ không chần chừ. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói với đội trưởng đội bảo vệ bên cạnh mình, cho cậu ta ở lại trong biệt thự, huấn luyện cho tốt, chuyện bố trí bảo vệ trong biệt thự giao cho cậu ta xử lý. Đội trưởng đội bảo vệ vẫn hơi nghi hoặc, nhưng cũng không dám làm trái lời Tiêu Chính Văn, lên tiếng, vâng, thưa chủ soái. Tiếp đó, mấy người dẫn Vương Nhị Cầu ra ngoài. Sau khi bọn họ rời đi, Tiêu Chính Văn đứng trong vườn, nhìn bầu trời đầy sao, đáy mắt lóe lên sát khí sắc lạnh, nói, Khương Văn Kỳ, quả nhiên ông vẫn không chịu bỏ cuộc. Hy vọng ông không làm ra hành vi vượt qua giới hạn, nếu không thì lần này không có ai cứu nổi ông đâu. Ngày hôm sau, trong bệnh viện,
Cả nhà Khương Văn Kỳ túc trực trước giường bệnh của Khương Thái Sương. Tay Khương Văn Kỳ siết chặt lọ thuốc mà Viên Văn Sinh đưa cho ông ta, chỉ cần tiêm thứ này vào trong cơ thể Khương Thái Sương thì lão sẽ tỉnh lại, đến lúc đó, nhà họ Khương vẫn là của ông ta. Cả nhà Khương Học Bác, bao gồm cả Tiêu Chính Văn sẽ không có cách nào tác oai tác quái trên đầu ông ta được nữa. Thế nhưng, Khương Văn Kỳ vẫn bối rối do dự. Di chứng mà loại thuốc này để lại đủ để khiến cho Khương Thái Sương chết bất đắc kỳ tử. Làm như vậy chính là giết bố. Trong lòng Khương Văn Kỳ vô cùng lo lắng, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên đứng bên cạnh thấy bố mình do dự như vậy thì tiến lên trước, giơ tay ra nói, bố, nếu như không ra tay được thì để con. Khương Văn Kỳ nhìn con gái mình, thấy vẻ lạnh tanh và tuyệt tình trên mặt cô ta. Mỹ Nghiên, đây là ông nội của con, Khương Văn Kỳ nói. Khương Mỹ Nghiên nghiến răng, khóe mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, nói, bố. Đã là lúc nào rồi mà bố còn do dự thiếu quyết đoán nữa. Chỉ cần ông nội tỉnh lại rồi giao lại nhà họ Khương cho chúng ta thì nhiệm vụ cả đời này của ông ấy cũng coi như kết thúc rồi. Bố phải nghĩ cho kỹ, bây giờ nhà họ Khương đã bị Tiêu Chính Văn cướp đi mất, anh ta là một kẻ ngoài dòng tộc. Nếu như ông nội biết được chuyện này chắc chắn sẽ tức chết. Đến lúc đó, ông nội chết đi thì ở dưới suối vàng cũng sẽ oán giận sự bất tài của chúng ta. Oán giận sự bất tài của bố. Gia sản bao nhiêu năm nay của nhà họ Khương lại rơi vào tay của một người ngoài như thế, bố cam tâm sao? Những câu này khiến Khương Văn Kỳ run bần bật. Đúng thế. Ông ta không cam tâm. Ông ta quay đầu, nhìn Khương Thái Sương đang đeo máy thở, một hàng nước mắt ứa ra từ trong khóe mắt, nói, bố, vì nhà họ Khương, con trai chỉ có thể làm như vậy thôi. Sau khi nói xong, Khương Văn Kỳ cầm lọ thuốc, nhìn vài lần sau đó tiêm thuốc vào trong người Khương Thái Sương. Sau nửa phút, ba người Khương Văn Kỳ vẫn nhìn chằm chằm lão, phát hiện không có bất cứ phản ứng gì. Thế này là sao? Không phải thuốc quá hạn sử dụng rồi đấy chứ? Tiết Mai Hoài nghi hỏi. Khương Văn Kỳ lắc đầu. Đúng lúc này, cả người Khương Thái Sương chợt run như cầy sấy, mở to hai mắt, mạnh mẽ hít sâu vào một hơi. Tỉnh rồi, bố tỉnh rồi. Tiết Mai đứng bên cạnh vui vẻ hô lên. Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên cũng vội vàng tụm lại, hét lớn, ông nội, ông tỉnh rồi sao? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Lúc này, Khương Thái Sương liền ngồi dậy, tháo bỏ máy thở, nhảy từ trên giường bệnh xuống, nói, bố cảm thấy cả người tràn đầy sinh khí, Văn Kỳ, chuyện này là sao? Khương Văn Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của Khương Thái Sương. Viên Văn Sinh này quả nhiên không lừa mình. Lọ thuốc này thật sự có công hiệu hồi xuân. Nhìn ông cụ bây giờ giống như trẻ ra mấy chục tuổi vậy. Bố có thể tỉnh lại đúng là tốt quá rồi. Bố không biết đâu, sau khi bố hôn mê, cả nhà họ Khương đã xảy ra biến động lớn. Nhà họ Khương bây giờ đã không còn là nhà họ Khương nữa mà thành nhà họ Tiêu rồi. Khương Văn Kỳ lập tức quỳ thụp xuống đất, khóc lóc kêu gào thảm thương. Khương Mỹ Nghiên cũng quỳ xuống, vừa khóc vừa nói, ông nội, ông nhất định phải đứng về phía lẽ phải. Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan lợi dụng lúc ông hôn mê cướp đi quyền quản lý nhà họ Khương, bây giờ đã giao cho một nhà Khương Học Bác điều khiển. Nhà họ Khương hiện giờ ngoài mặt thì mang họ Khương, thế nhưng tất cả mọi người đều biết nó đã đổi thành họ Tiêu rồi. Hơn nữa, cả nhà cháu còn bị Tiêu Chính Văn đuổi ra ngoài, nghe thấy vậy, Khương Thái Sương nổi trận lôi đình. Phẫn nộ nói, cái gì? Thằng vô dụng Tiêu Chính Văn lại dám làm ra loại chuyện như thế. Hay lắm, bố phải nhìn xem ai dám cướp đi nhà họ Khương. Chuẩn bị xe, đến công ty. Chương 710, Khương Vi Nhan kiên cường vâng, con đi chuẩn bị xe ngay đây ạ. Khương Văn Kỳ vô cùng kích động, vội đứng dậy, ra ngoài chuẩn bị xe. Cùng lúc đó, ông ta gọi điện thoại cho Viên Văn Sinh, vừa cung kính vừa sốt ruột nói, ông Viên. Tôi đã làm theo lời ông nói. Bây giờ, bố tôi đã tỉnh rồi, chúng tôi chuẩn bị đến công ty nhà họ Khương, khi nào bên phía ông ra tay. Đầu bên kia điện thoại, Viên Văn Sinh ở trong phòng khách của biệt thự nào đó ở Tu Hà, lúc này cười nhạt nói, ông Khương, chúc mừng ông đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Yên tâm đi, ông chỉ cần đến công ty tranh giành quyền lực, nhà họ Viên tôi sẽ ra tay giải quyết chuyện tiếp theo thay ông. Được, có câu này của ông thì tôi yên tâm rồi. Khương Văn Kỳ gật đầu lia lịa, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó,
liền hỏi, nhưng ông Viên này, nếu Tiêu Chính Văn phá rối thì chúng tôi nên làm sao? Ha ha ha, Viên Văn Sinh cười ha hả, nói, Khương Văn Kỳ, chẳng lẽ ông hồ đồ rồi à? Lão gia nhà ông tỉnh rồi, theo pháp luật Hoa Quốc, nếu ông ta muốn giao công ty cho ông xử lý, bất cứ ai cũng không thể vượt qua pháp luật để cưỡng đoạt. Tôi hiểu rồi, Khương Văn Kỳ trả lời, rồi cúp điện thoại. Sau đó ông ta chạy về phòng bệnh, dìu Khương Thái Sương lên xe, lái thẳng đến công ty nhà họ Khương. Lúc này, ở công ty nhà họ Khương, Khương Học Bác đang mở cuộc họp hội đồng quản trị. Đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra. Khương Học Bác, mày lớn gan thật, cút xuống cho tao. Một tiếng hét giận dữ hung ác, vang khắp cả phòng họp. Khương Học Bác nhướng mày nhìn sang, thấy Khương Thái Sương vốn đang hôn mê, lúc này lại xuất hiện ở cửa phòng họp, chống gậy đi đến với vẻ mặt đầy giận dữ. Đi theo phía sau đương nhiên là cả nhà ba người Khương Văn Kỳ. Còn có không ít lão già theo đuôi Khương Văn Kỳ người trước đó bị ông ta đá ra khỏi công ty nhà họ Khương. Bố, không phải bố ở bệnh viện sao? Bố tỉnh rồi à? Khương Học Bác đứng bật dậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bốp! Khương Thái Sương giơ tay, tát thẳng một bạt tai vào mặt Khương Học Bác, quát mắng cút sang một bên. Khương Học Bác ôm mặt, mặt nóng hừng hực, chỉ có thể tủi thân đứng sang một bên. Phía dưới, Từ Phân và Khương Thần cũng run rẩy đứng sang bên cạnh. Khương Thần chấp lấy cơ hội nhanh chóng gửi tin nhắn cho Khương Vi Nhan. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Khương Thái Sương ngồi thẳng vào vị trí chủ tịch. Trong nháy mắt, các quản lý cấp cao trong phòng đều đứng phắt dậy, khom lưng nói với Khương Thái Sương, chào lão gia. Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng, gõ cây gậy nặng nề xuống nền gạch, tức giận nói, chào. Chào cái gì mà chào? Các người đã quên công ty này mang họ gì sao? Họ Khương, câu nói của Khương Thái Sương, chấn động đến mức cả phòng họp vang lên tiếng ong ong. Sau đó lão ngẩng đầu, quát mắng Khương Học Bác, quỳ xuống. Khương Học Bác còn muốn phản bác, nhưng suy nghĩ một hồi, liền uốn gối quỳ xuống. Khương Thái Sương giơ thẳng tay, quất mạnh hai gậy lên người Khương Học Bác, tức giận nói, thằng bất hiếu, nhân lúc lão già đây hôn mê, mày liền kết hợp với người ngoài đổi tên họ nhà họ Khương đúng không? Mày có biết máu chảy trên người mình là máu của ai không? Là máu nhà họ Khương đó. Khương Học Bác chịu đau, liền giải thích bố, bố hiểu lầm rồi, chuyện này là lỗi của mấy người anh cả. Mày còn ngụy biện. Khương Thái Sương tức giận quát tháo. Sau đó, lão liếc nhìn hai người Từ Phân và Khương Thần với ánh mắt sắc bén, hét lên, hai người cũng quỳ xuống. Từ Phân và Khương Thần nào dám phản bác, lập tức quỳ xuống bên cạnh Khương Học Bác. Sau đó, lão mới nhìn sang mọi người, tuyên bố, kể từ hôm nay, mọi chuyện của nhà họ Khương giao cho Khương Văn Kỳ xử lý. Nó mới là chủ tịch của công ty, cũng là gia chủ nhà họ Khương sau này. Ai phản đối, bây giờ giơ tay nói ra. Mọi người trố mắt nhìn nhau một lát, không ai dám phản đối. Lời nói của Khương Thái Sương như vàng ngọc, ai dám phản đối chứ? Ba người nhà Khương Văn Kỳ ở bên cạnh cũng đầy vẻ kích động. Lúc này, Khương Văn Kỳ đứng ra cúi người với mọi người, nói các vị, sau này chúng ta cùng trên một chiến tuyến rồi. Mọi người cũng mỉm cười. Sau đó, Khương Văn Kỳ liếc nhìn cả nhà Khương Học Bác đang quỳ dưới đất, cười nhạo vô tình, chú hai, chú không ngờ mình cũng có ngày hôm nay đúng không? Còn nhớ ban đầu, các người đối xử với cả nhà chúng tôi thế nào không? Khương Học Bác nhíu chặt mày. Lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Khương Văn Kỳ, anh muốn làm gì thì cứ nói thẳng đi. Rất đơn giản. Khương Văn Kỳ cười nói, kể từ hôm nay, cách chức mọi chức vụ của Khương Học Bác trong công ty. Ngoài ra, đuổi cả nhà Khương Học Bác ra khỏi nhà họ Khương, gạch tên trong gia phả. Nghe vậy, Khương Học Bác sững sờ, sau đó hét lên vô cùng kích động, Khương Văn Kỳ. Anh muốn làm gì, muốn đuổi tôi ra khỏi gia phả sao? Anh làm vậy là đang muốn trả đũa. Hừ, thì sao chứ, tôi muốn cả nhà các người nếm trải đau khổ mà thời gian trước bọn tôi đã trải qua. Khương Văn Kỳ lạnh lùng khịt mũi, chắp tay sau lưng, nói chuyện không có chút tình thân. Từ Phân và Khương Thần gào khóc, van xin, anh cả, cầu xin anh, tha cho cả nhà bọn em đi, sau này bọn em không dám nữa. Bác cả, bác giơ cao đánh khẽ, làm như vậy bọn cháu chỉ có thể ra ngoài lang thang. Khương Mỹ Nghiên cười khẩy, nói, ha ha, bây giờ biết cầu xin rồi à.
ban đầu sao các người không buông tha cho cả nhà tôi? Vừa dứt lời, ở cửa phòng họp, Khương Vi Nhan vội vàng xông vào, nhìn thấy Khương Học Bác và Từ Phân quỳ dưới đất thì hét lên, bố, mẹ, hai người đây là, nhìn thấy Khương Vi Nhan đến, Từ Phân gào khóc hét lên, Vi Nhan, cuối cùng con cũng đến rồi, cả nhà bác cả con muốn đuổi chúng ta ra khỏi gia phả. Chị mau nghĩ cách cứu cả nhà chúng ta đi, Khương Thần cũng khóc theo. Khương Vi Nhan nhíu đôi mày lá liễu, ánh mắt nhìn sang Khương Văn Kỳ đang chắp tay đứng với vẻ mặt kiêu ngạo, sau đó mới nhìn thấy Khương Thái Sương đang ngồi ngay ngắn, nói ông nội, ông tỉnh rồi sao? Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng, quát lên, đừng gọi tôi là ông nội. Khương Thái Sương tôi không có loại cháu gái chẳng ra gì, bán đứng gia tộc như cô. Ông nội, ông nghe cháu giải thích, chuyện ông phải như ông nghĩ. Khương Vi Nhan muốn giải thích, nhưng Khương Thái Sương căn bản không nghe, ông ta quát lên, đừng nói những chuyện vô nghĩa kia nữa, cô cũng quỳ xuống đi. Nhận sai cho tôi, quỳ. Khương Vi Nhan không thể quỳ. Bây giờ cô không phải người dễ bị bắt nạt, mặc cho người ta gây khó dễ. Cô cau mày, lạnh lùng nói, ông nội, cháu sẽ không quỳ đâu. Phản rồi, Khương Thái Sương giận dữ, đập mạnh lên mặt bàn, tức giận nói, bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Ngay cả lời tôi nói cũng không nghe nữa sao? Sắc mặt Khương Vi Nhan lạnh tanh, nói, ông nội đừng quên, lần trước trong biệt thự, chính miệng ông nói cháu đã không còn là người nhà họ Khương nữa, cho nên ông không có quyền ra lệnh cho cháu. Hôm nay cháu đến, chỉ muốn bàn chuyện với ông. Nghe câu này, Khương Thái Sương giận sôi máu, ngã ngồi xuống ghế. Thấy vậy, Khương Văn Kỳ vội bước lên, nói, bố đừng giận, để con đối phó với nó. Sau đó, ông ta ngẩng đầu, quát, vào đây hết cho tôi, bắt đứa cháu không ra gì của nhà họ Khương là Khương Vi Nhan này quỳ xuống dập đầu xin lỗi lão gia. Trong nháy mắt, ngoài cửa có 4-5 tên bảo vệ xông vào. Chương 711, không thể vượt qua giới hạn 4 tên bảo vệ. Khí thế mạnh mẽ bước đến chỗ Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan thấy cảnh này, sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói các anh muốn làm gì? Làm gì, đương nhiên là muốn mày quỳ xuống nhận lỗi. Khương Văn Kỳ tức giận, phất tay nói, bắt nó quỳ xuống nói chuyện với lão gia. Vâng, mấy tên bảo vệ nhận lệnh, tóm lấy bờ vai mảnh khảnh của Khương Vi Nhan, sau đó không cần biết đúng sai ép vai cô quỳ xuống. Khương Vi Nhan cố hết sức vùng vẫy. Quát, không. Tôi không quỳ, các người không có quyền bắt tôi phải quỳ. Tôi đã không còn là người nhà họ Khương nữa. Tôi là chính tôi, nhưng dù Khương Vi Nhan có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Khương Mỹ Nghiên ở bên cạnh, bước tới với vẻ mặt nham hiểm lạnh lùng, giơ tay tát mạnh vào mặt Khương Vi Nhan, phẫn nộ nói con đàn bà đê tiện. Đều vì mày mà nhà họ Khương chúng tao mới biến thành thế này. Hôm nay mày không quỳ cũng phải quỳ. Dứt lời. Khương Mỹ Nghiên lại ra tay, túm lấy tóc của Khương Vi Nhan, thô bạo kéo mặt cô ngẩng lên, đôi mắt cô ngập nước uất ức và kiên cường. Phì, Khương Vi Nhan đột nhiên nhổ một ngụm máu trong miệng lên mặt Khương Mỹ Nghiên. Mày muốn chết à? Khương Mỹ Nghiên bừng bừng lửa giận, dùng sức kéo tóc Khương Mỹ Nghiên, sau đó lại tát mạnh thêm hai cái. Hai cái tát này, đã khiến đầu cô sưng tấy. Mấy tên bảo vệ đột nhiên đạp một cước vào đầu gối cô. Khiến đầu gối cô đập mạnh xuống đất, khuỵu xuống. Khương Vi Nhan còn muốn giãy giụa đứng lên, nhưng mấy tên bảo vệ đã giữ chặt vai cô, khiến cô không động đậy được. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên dùng giấy ăn lau sạch mặt, từ trên cao nhìn xuống Khương Vi Nhan trước mặt, lạnh lùng nói, không phải mày đủ lông đủ cánh rồi hả? Sao bây giờ lại quỳ xuống rồi? Khương Vi Nhan trừng mắt lạnh lùng nhìn Khương Mỹ Nghiên, nghiến răng nghiến lợi nói, các người đừng quá đắc ý. Nếu chồng tôi biết được nhất định sẽ không tha cho mấy người. Chồng, lại là chồng mày. Cái đồ đê tiện nhà mày, ngoài dựa vào việc bán thân ra còn biết dựa vào cái gì nữa. Khương Mỹ Nghiên tức giận, lại tiến lên tát một cái lên mặt Khương Vi Nhan, mắng chửi, mày là cái đồ lười biếng ham ăn, dựa vào đâu mà trở thành người phụ nữ của chủ soái Bắc Lương chứ. Khương Vi Nhan bị tát đến mức đầu óc ong ong, khóe miệng chảy máu. Cười khẩy nói, ha ha, các người sợ rồi à? Cho nên mới không từ mọi thủ đoạn. Chồng tôi chính là chủ soái Bắc Lương đương nhiệm, thống lĩnh 300.000 tướng sĩ Bắc Lương. Hôm nay các người đối xử với tôi thế này, chẳng lẽ không sợ chồng tôi trả thù các người hay sao?
Câu nói này đã khiến Khương Thái Xương đang ngồi trên ghế và Khương Văn Kỳ đứng cạnh đó run rẩy toàn thân. Đúng thế. Tiêu Chính Văn chính là chủ soái Bắc Lương. Nếu cậu ta biết thì không phải sẽ lật đổ nhà họ Khương luôn hay sao? Khương Thái Xương do dự và hoảng sợ, nhìn Khương Văn Kỳ hỏi, Văn Kỳ, làm sao bây giờ? Nếu Tiêu Chính Văn tới đây thì chúng ta chống đối bằng cách nào đây? Khương Văn Kỳ cười nhạt, nói, bố cứ yên tâm, sau lưng chúng ta còn có người chống đỡ. Không thua kém gì Tiêu Chính Văn, cho dù cậu ta có tới cũng không dám làm gì chúng ta. Thật sao? Khương Thái Xương bán tín bán nghi hỏi. Khương Văn Kỳ gật đầu mạnh, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ, sao sắc mặt bố mình vẫn tốt như vậy nhỉ? Không phải nói rằng loại thuốc này sẽ để lại di chứng sao? Tại sao bố mình vẫn chưa chết? Mau chết đi, có như vậy, nhà họ Khương mới thực sự là của ông ta. Chỉ có một mình ông ta làm chủ. Sau đó, Khương Văn Kỳ liếc nhìn Khương Vi Nhan đang quỳ dưới đất, ra hiệu cho trợ lý lấy mấy tập tài liệu, lạnh lùng nói, Khương Vi Nhan, đừng bảo bác không cho cháu cơ hội nào, đây là tài liệu của công ty, chỉ cần cháu giao công ty Nana cho bác sẽ tha cho cháu, sẽ cho cả nhà cháu vào gia phả nhà họ Khương một lần nữa. Ngoài ra, mỗi năm bác sẽ chia lợi nhuận cho cháu 10 triệu tệ, có phải rất thỏa đáng không? Các cháu không cần hao tâm tổn phí bất cứ việc gì, nằm không cũng có thể kiếm được tiền. Nghe xong điều kiện đầy hấp dẫn kia, Từ Phân và Khương Thần bên cạnh rõ ràng là đã siêu lòng. Con gái à, mau đồng ý đi. Không cần làm gì mà lại có thể kiếm được 10 triệu tệ, không tệ đâu. Từ Phân kêu lên, Khương Thần cũng phụ họa theo, đúng thế, chị, mau đồng ý với bác đi. Em không muốn bị đuổi khỏi nhà họ Khương, thế nhưng... Khương Vi Nhan cười nhạt, nói, Khương Văn Kỳ, ông đừng nằm mơ. Công ty Nana là tâm huyết của tôi và Tiêu Chính Văn, ai cũng đừng hòng chiếm đoạt nó. Nghe xong, sắc mặt Khương Văn Kỳ tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan, hỏi cơ hội cũng đã cho mày rồi, tại sao mày lại không biết trân trọng chứ? Có phải mày vẫn muốn đợi Tiêu Chính Văn tới cứu mày không? Đừng nằm mơ nữa, hôm nay không có ai tới cứu mày được đâu. Cho nên, tao khuyên mày suy nghĩ cho kỹ những lời tao nói lúc nãy. Nếu không sau này mày sẽ hối hận. Khương Vi Nhan hơi hoảng hốt, ánh mắt không chịu khuất phục và kiên cường nói, không. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho dù hôm nay tôi có bị đánh chết tôi cũng không đồng ý. Được, là cô tự chuốc khổ vào mình. Hai người các cậu, đánh nó cho tôi. Đánh đến khi nào nó đồng ý thì thôi. Khương Văn Kỳ chỉ vào hai tên bảo vệ, tức giận quát. Hai tên bảo vệ nhìn nhau. Sau đó bắt đầu tay đánh chân đá, không hề thương xót chút nào. Khương Vi Nhan ngã dưới đất, ôm lấy đầu, toàn thân chịu đựng trận đòn như vũ bão. Cả phòng họp đều là tiếng kêu thảm thiết. Khương Mỹ Nghiên ngồi một bên, khoanh tay lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhưng, đột nhiên, rầm, cửa lớn phòng họp bất ngờ mở ra, một hình bóng mang theo sát khí và giận dữ cuồn cuộn ngất trời từ cửa bước vào. Bịch bịch, mọi người vẫn chưa phản ứng kịp. Mấy tên bảo vệ còn đang đánh đập Khương Vi Nhan bị ném bay ra ngoài, nặng nề đập vào cửa kính, từ trên tầng ngã rầm xuống tầng dưới, nằm trong vũng máu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong phòng họp kinh sợ. Ánh mắt của mọi người đều bị bóng dáng tràn ngập sự tức giận như vị thần tu la lấp đầy. Tiêu Chính Văn, là Tiêu Chính Văn, anh ngồi xuống, dìu Khương Vi Nhan đứng lên, ánh mắt đầy lạnh lùng, nhìn những vết thương trên người cô. Rất áy náy nói, xin lỗi em, anh đến muộn rồi. Lúc này Khương Vi Nhan mở to mắt, nhìn gương mặt khiến cô có cảm giác vô cùng an toàn, nước mắt trào dâng, run rẩy nói, chồng ơi. Em nghỉ ngơi đi, để anh giải quyết. Tiêu Chính Văn ôm lấy Khương Vi Nhan, bế cô sang một bên. Sau đó, anh quay người, thân hình to lớn đang cuồn cuộn lửa giận ngút trời. Đôi mắt chứa đầy sát khí thấu tận xương, càn quét khắp nơi. Khoảnh khắc này, trông anh như một tử thần trở về từ cõi chết, mỗi bước đi đều khiến cho cả tòa nhà phải rung động. Mày muốn làm gì? Tiêu Chính Văn, đây là công ty nhà họ Khương. Mày đừng làm bậy, Khương Văn Kỳ cũng bị sát khí trên người Tiêu Chính Văn dọa sợ chết khiếp. Ông ta cố hết sức lùi lại phía sau vài bước. Nhưng Tiêu Chính Văn đã đứng cách ông ta 2 mét, cả người đầy sát khí nói, Khương Văn Kỳ, cả nhà ông lại khiêu chiến giới hạn của tôi một lần nữa. Hôm nay là lúc tôi giải quyết triệt để với các người.
Chương 712, Khương Thái Sương chết bất đắc kỳ tử. Khương Văn Kỳ đã hoàn toàn bị ánh mắt uy nghiêm khủng bố của Tiêu Chính Văn dọa sợ, lắp bắp nói, mày muốn giải quyết cái gì? Tao là bác của mày, đây là công ty của nhà họ Khương, bọn tao chỉ tùy việc mà xét, nếu mày lạm dụng vũ lực thì tao sẽ tố cáo mày. Khiến mày ăn cơm tù cả đời đấy. Đúng, đúng, Tiêu Chính Văn, anh không được làm bừa. Nhà chúng tôi cũng có người chống lưng đấy. Khương Mỹ Nghiên cũng sợ khiếp vía, ban nãy cô ta ra tay với Khương Vi Nhan không hề nhẹ. Nếu như Tiêu Chính Văn tính sổ thì bản thân cô ta chắc chắn chạy không thoát. Thế nhưng, đối diện với những lời này, Tiêu Chính Văn lại chẳng hề run sợ, anh cười khẩy nói, tôi muốn giết một người, trước nay chưa có ai dám ngăn cản. Dù có lạm dụng vũ lực thì để đối phó với loại tiểu nhân như mấy người cũng là đáng tội. Sỉ nhục vợ của vua Bắc Lương chính là tội chết. Bây giờ mấy người nên nghĩ xem làm sao để xin vợ tôi tha thứ cho mới đúng. Nói xong, Tiêu Chính Văn mạnh mẽ tiến lên trước, tóm lấy cổ áo của Khương Văn Kỳ, nhấc bổng cả người ông ta lên. Khoảnh khắc đó, hai chân Khương Văn Kỳ rời khỏi mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, căn bản không thể thở nổi. Ông ta liều mạng vùng vẫy, không ngừng đánh vào cánh tay của Tiêu Chính Văn, nhưng cũng chỉ vô ích. Mày không được làm bậy, mày dám công khai giết người thì chỉ có tội chết, Khương Văn Kỳ khó khăn thốt ra một câu. Một giây sau, Tiêu Chính Văn vung tay ném Khương Văn Kỳ đi, dầm một tiếng, đụng vỡ màn hình điện tử cỡ lớn sau lưng, sau đó lăn trên mặt đất, đau đớn kêu gào. Ai nói tôi muốn giết ông? Tôi phải trả lại cho mấy người gấp trăm lần sự sỉ nhục mà Vi Nhan phải chịu đựng ban nãy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Khương Mỹ Nghiên. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên sợ tới mức suýt thì ngất xỉu, vội vàng trốn ra sau lưng Khương Thái Sương, run rẩy nói, ông nội, cứu cháu với, Tiêu Chính Văn điên rồi, anh ta phát điên rồi. Khương Thái Sương ngồi trên ghế, mặc dù trong lòng cũng sợ hãi nhưng ngoài mặt thì tỏ ra cứng rắn, còn phẫn nộ quát mắng, Tiêu Chính Văn. Cậu muốn làm gì? Đây là công ty nhà họ Khương, không phải nơi mà cậu có thể làm sằng làm bậy. Tôi không cần biết cậu có phải là chủ soái Bắc Lương hay không, đây là chuyện của nhà họ Khương chúng tôi, cậu không được phép tùy tiện nhúng tay vào. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói, lão gia, ông nói đây là chuyện của nhà họ Khương sao? Vậy tôi hỏi ông, Vi Nhan cũng được coi là người nhà họ Khương hay sao? Trong mắt mấy người, đã có ngày nào mấy người coi cô ấy là người nhà họ Khương, là người thân của mình hay chưa? Khương Thái Sương trầm mặc. Do dự một lát mới mở miệng nói, tôi không biết cậu đang nói cái gì, ha ha, một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Tiêu Chính Văn nói tiếp, ông không biết tôi đang nói cái gì, vậy tôi trả lời thay mấy người là được rồi. Không hề, trước nay chưa hề, trong mắt loại người chỉ giỏi lừa gạt, đấu đá lẫn nhau như mấy người, không có người thân ruột thịt. Vi Nhan chỉ là sự phiền toái, sỉ nhục và công cụ trục lợi của mấy người mà thôi. Công ty Nana phát triển tốt thì mấy người lại bắt đầu nhòm ngó đến công ty Nana có đúng hay không? Vậy thì tôi nói cho mấy người biết, đó là công ty do tôi và Vi Nhan sáng lập. Không một ai trong nhà họ Khương có tư cách đến chiếm đoạt. Ngoài ra, kể từ ngày hôm nay, các mối hợp tác của công ty Nana và công ty nhà họ Khương hoàn toàn chấm dứt. Nghe thấy lời này, Khương Thái Sương sốt ruột, đứng bật dậy từ trên ghế, cau mày trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Run rẩy giơ tay lên rồi nói cậu, sao cậu có thể, nhưng... Vẫn còn chưa kịp nói hết câu, Khương Thái Sương đột nhiên ho ra máu, sau đó trợn trừng mắt, ôm lấy ngực trái ngồi phịch lên ghế. Ông nội, ông làm sao vậy? Ông đừng dọa cháu. Khương Mỹ Nghiên phản ứng lại đầu tiên, vội vàng lay cánh tay của Khương Thái Sương. Khương Văn Kỳ đang ngã trên mặt đất lúc này cũng phát điên xông đến, quỳ trước mặt Khương Thái Sương. Gào lên, bố, bố làm sao thế này? Bố, tiếp đó, ông ta giơ tay lên, run rẩy đưa lên ngang mũi lão. Chết rồi, chết bất đắc kỳ tử, thật sự chết rồi. Một giây sau, Khương Văn Kỳ quay đầu lại, chỉ vào Tiêu Chính Văn, phẫn nộ gào lên, Tiêu Chính Văn. Là mày làm cho bố tao tức chết. Soạt, mọi người trở lên náo động. Những lãnh đạo cấp cao khác của công ty và họ hàng nhà họ Khương cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lão gia chết rồi sao? Bị Tiêu Chính Văn làm cho tức chết, đột ngột như vậy à? Khoảnh khắc đó, ba người nhà Khương học bác,
bao gồm cả Khương Vi Nhan đang ngồi bên cạnh nghỉ ngơi cũng sững sờ. Khương Thái Xương nôn ra máu, chết rồi sao? Tiêu Chính Văn cũng cau mày nhìn Khương Thái Xương đang ngã ngồi trên ghế, vội vàng tiến lên trước cầm lấy cổ tay lão, phát hiện lão ta thật sự không còn mạch đập. Cút ra, mày còn muốn làm dơ thi thể của bố tao hay sao? Khương Văn Kỳ đẩy mạnh Tiêu Chính Văn ra, phẫn nộ gào lên, Tiêu Chính Văn. Nhà họ Khương tao không đội trời chung với mày. Hôm nay mày làm bố tao tức chết, chuyện này nhà họ Khương nhất định sẽ tìm mày tính sổ. Tiêu Chính Văn cau mày, sự việc đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, anh cũng không tiện tiếp tục chất vấn. Khương Vi Nhan run rẩy bước lại, nhìn Khương Thái Xương đã chết bất đắc kỳ tử, lại nhìn sang Tiêu Chính Văn, phát hiện ra anh khẽ lắc đầu với cô đã hiểu ra rồi. Khoảnh khắc đó, lòng Khương Vi Nhan vô cùng đau đớn. Dù sao cũng là ông nội của cô, lúc này lại đột ngột mất đi, là cháu gái, nói không đau lòng là giả. Lúc này, tất cả mọi chuyện trước đây dường như đều không còn quan trọng nữa. Khương Vi Nhan khẽ quỳ xuống trước thi thể của Khương Thái Xương, trầm mặc dập đầu ba cái, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Sau đó, cô đứng dậy, dựa vào vai Tiêu Chính Văn, nói với vẻ mệt mỏi, Tiêu Chính Văn, chúng ta trở về thôi. Tiêu Chính Văn gật đầu, đỡ lấy Khương Vi Nhan chuẩn bị rời đi. Khương Văn Kỳ đột nhiên nổi điên, chỉ vào lưng của Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn rồi gào mồm lên, Khương Vi Nhan, mày là tội đồ của nhà họ Khương. Từ giờ mày không còn là người nhà họ Khương nữa. Khương Vi Nhan rơi nước mắt, ôm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, hít sâu một hơi rồi cất bước rời đi. Còn ba người nhà Khương Học Bác vẫn còn chưa kịp dập đầu lại Khương Thái Xương thì đã bị Khương Văn Kỳ đuổi khỏi công ty. Ngẫm nghĩ một lát, Khương Học Bác cũng dẫn Từ Phân và Khương Thần trở về biệt thự. Ngày hôm sau, nhà họ Khương tổ chức lễ tang rất lớn. Đồng thời nhà họ Khương cũng công bố ra bên ngoài rằng Khương Thái Xương bị Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn làm cho tức chết. Cộng thêm sự năng nổ của một số anh hùng bàn phím phía sau, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Hơn nữa, nhà họ Khương còn cấm mấy người Khương Vi Nhan tới tham dự lễ tang Khương Thái Xương. Bên ngoài biệt viện nhà họ Khương, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn mặc vest màu đen, mang kính râm, đứng bên cạnh chiếc xe Mercedes màu đen, từ xa nhìn lại phía cổng chính nhà họ Khương đang treo câu đối phúng điếu và đèn lồng trắng. Một lúc sau, Khương Vi Nhan lên tiếng, chồng à, nhà họ Khương không có gì đáng để em lưu luyến, Tu Hà cũng thế, em muốn rời khỏi nơi này, đến Dược Đô, bắt đầu lại cuộc sống mới. Tiêu Chính Văn nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, hỏi em suy nghĩ kỹ chưa? Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, không thể nhìn rõ ánh mắt của cô dưới lớp kính râm, nặng nề gật đầu nói, ừ, em nghĩ kỹ rồi, rời khỏi Tu Hà thôi. Được, chỉ cần em muốn làm thì anh đều ủng hộ. Tiêu Chính Văn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, nói, vậy chúng ta đến Dược Đô, bắt đầu cuộc sống mới. Từ giờ trở đi, tất cả mọi chuyện ở đây đều không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta. Nói xong, hai người lên xe, rời khỏi biệt viện nhà họ Khương. Sau khi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan rời đi không lâu, một chiếc xe dừng lại trước cổng chính biệt viện nhà họ Khương. Khương Văn Kỳ mặc vest đen nghiêm túc, trước ngực đeo một bông hoa nhỏ màu trắng, vẻ mặt cung kính chạy tới đón tiếp, nói với người vừa mở cửa xe, ông Viên, sao ông còn đích thân tới đây vậy? Lúc này, cửa xe mở ra, Viên Văn Sinh cũng mặc vest đen, đeo kính râm bước xuống xe, chắp tay sau lưng rồi cười nhạt nói, tôi tới thắp nén nhang cho bố ông, ngoài ra còn có một số chuyện cần bàn với ông. Chương 713, đến nhà tù đen. Chẳng mấy chốc, sau khi Viên Văn Sinh thắp nhang cho Khương Thái Xương thì đến sân sau biệt viện nhà họ Khương, Điềm Nhiêm ngồi xuống một bên thưởng trà long tỉnh. Ừ, trà này không tồi, gia chủ Khương cũng là một người am hiểu về trà. Viên Văn Sinh mỉm cười, đặt tách trà xuống. Khương Văn Kỳ vội vàng cười theo, ông Viên nói đùa rồi, nếu như không có sự giúp đỡ của ông Viên thì tôi cũng không thể trở thành gia chủ nhà họ Khương dễ dàng như thế. Nếu ông Viên thích loại trà này thì tôi sẽ bảo người gói lại một chút cho ông mang về. Ông Viên cười nói, không cần đâu. Tiếp đó, Viên Văn Sinh vào thẳng chủ đề, hôm nay tôi đến đây là muốn bàn với ông một số chuyện. Ông Viên cứ việc dặn dò, Khương Văn Kỳ vội vàng nói, thái độ vô cùng thấp hèn. Ông ta hiểu rằng, không có Viên Văn Sinh sẽ không có ông ta của bây giờ.
Nói đúng hơn thì nhà họ Khương bây giờ đã trở thành một con chó không đáng đếm xỉa, đi theo đuôi nhà họ Viên. Thế nhưng, Khương Văn Kỳ cam tâm tình nguyện. Bởi vì ông ta có dã tâm. Viên Văn Sinh cười nói, không đến mức dặn dò, chỉ là vài chuyện nhỏ mà thôi. Thứ nhất, nhà họ Viên tôi quyết định hỗ trợ nhà họ Khương, để nhà họ Khương trở thành gia tộc lớn hạng nhất thậm chí là hàng đầu Tu Hà, không biết gia chủ Khương có hứng thú hay không. Nghe vậy, Khương Văn Kỳ sững sờ, mở to hai mắt, một lúc sau vẫn chưa phản ứng lại. Tiếp đó, ông ta liền đứng bật dậy, khom lưng 90 độ rồi nói với Viên Văn Sinh, ông Viên, tôi đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Chỉ cần ông Viên lên tiếng, dù có là chuyện gì đi nữa thì Khương Văn Kỳ tôi cũng tình nguyện dốc hết sức lực để làm. Dù có là lên núi đao xuống biển lửa thì cũng không khước từ. Ha ha, Viên Văn Sinh cười nhạt, tỏ ý bảo Khương Văn Kỳ ngồi xuống, nói, không đến mức nghiêm trọng như ông nói đâu, vài ngày nữa trợ lý của tôi sẽ liên lạc với nhà họ Khương. Chỉ cần ông nghe lời thì nhà họ Viên tôi có thể giúp mấy người trở thành thế gia mới của Tu Hà. Vâng vâng vâng, cảm ơn ông Viên trợ giúp. Trong lòng Khương Văn Kỳ kích động không thôi, không ngờ nhà họ Khương lại có ngày hôm nay. Từ gia tộc nhỏ hạng 2, ba nhảy vào thành gia tộc giàu có mới, thế gia hạng nhất thậm chí đứng đầu Tu Hà. Kế đó, sắc mặt Viên Văn Sinh u ám, nói còn một chuyện nữa, người của tôi nghe ngóng được công ty Nana chuẩn bị rời khỏi Tu Hà và sẽ đưa theo một loạt các dự án hợp tác lớn, thậm chí ngay cả dự án đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài kia cũng phải dừng lại giữa chừng. Rời khỏi Tu Hà, là ý của Khương Vi Nhan sao? Khương Văn Kỳ nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi. Viên Văn Sinh gật đầu nói, có lẽ là như vậy, bởi thế, đối với nhà họ Khương mấy người mà nói thì đây cũng là một cơ hội không dễ có được. Chỉ cần công ty Nana rời khỏi Tu Hà, vậy thì nhà họ Viên tôi sẽ thay mấy người xử lý tốt những khoảng thiếu hụt, để cho nhà họ Khương và Khương Văn Kỳ ông tiếp nhận. Nghe vậy, Khương Văn Kỳ chắp tay cảm ơn, vậy thì thật sự cảm ơn ông Viên. Sau này, ông Viên có bất cứ yêu cầu nào thì cứ việc lên tiếng, Khương Văn Kỳ tôi nhất định sẽ tận lực thực hiện. Viên Văn Sinh gật đầu, sau đó đứng lên nói, không còn chuyện gì khác nữa, tôi về trước đây. Để tôi tiễn ông. Khương Văn Kỳ vội vàng đứng dậy, cung kính tiễn ông Viên ra về. Sau khi ông Viên rời đi, Khương Văn Kỳ lập tức gọi Khương Mỹ Nghiên lại, kích động hô lên, con gái, nhà chúng ta sắp phát tài rồi. Nhà họ Khương sắp đổi vận rồi. Bố, sao thế? Khương Mỹ Nghiên nghi hoặc hỏi. Khương Văn Kỳ nói, ban nãy ông Viên nói sẽ trợ giúp nhà họ Khương chúng ta trở thành gia tộc giàu có mới, trở thành thế gia hạng nhất thậm chí hàng đầu của Tu Hà. Cái gì? Thật sao ạ? Khương Mỹ Nghiên cũng vô cùng kích động, vẻ mặt ngập tràn phấn khích, nói tốt quá rồi. Như thế thì chúng ta có làm gì cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa, đặc biệt là con khốn Khương Vi Nhan kia. Đợi chúng ta trở thành gia tộc giàu có mới của Tu Hà, con nhất định phải tìm cô ta tính sổ. Nghe đến đây, Khương Văn Kỳ nói, về Khương Vi Nhan thì ban nãy ông Viên cũng đã nói rồi, công ty Nana chuẩn bị rời khỏi Tu Hà. Rời đi, sao cô ta có thể rời đi chứ? Nhà họ Khương chúng ta sắp phát tài rồi, thế mà cô ta lại định chạy sao? Khương Mỹ Nghiên gào mồm lên. Khương Văn Kỳ lắc đầu, ngồi lại xuống ghế, vẻ mặt âm trầm, nói, mặc dù ông Viên có thể giúp nhà họ Khương chúng ta trở thành gia tộc giàu có mới của Tu Hà, nhưng bố vẫn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Bởi vì trên đời làm gì có chuyện ăn không được của ai cái gì, ông Viên nhất định muốn lợi dụng nhà họ Khương chúng ta để đạt được gì đó. Khương Mỹ Nghiên nghe vậy thì nói, bố suy nghĩ mấy cái này để làm gì? Dù ông Viên đó có muốn lợi dụng chúng ta để đạt được điều gì thì chúng ta cũng đều bằng lòng. Có thể dựa dẫm vào nhà họ Viên chính là cơ hội trăm năm có một của nhà họ Khương chúng ta. Dù có bị lợi dụng thì cũng làm sao đâu cơ chứ. Nghe Khương Mỹ Nghiên nói vậy, Khương Văn Kỳ cũng gật đầu, đúng. Con nói không sai, dù có bị lợi dụng thì cũng có làm sao. Chỉ cần nhà họ Khương có thể trỗi dậy, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cùng lúc này, ở trong biệt thự. Bởi vì công ty Nana sắp rời khỏi Thu Hà, chuyển đến Dược Đô Giang Trung, nên sau khi Khương Vi Nhan từ nhà họ Khương trở về thì đến thẳng luôn công ty. Ba người nhà Khương học bác mặc dù rất không bằng lòng rời khỏi Tu Hà, nhưng bọn họ bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Suy cho cùng, bây giờ nhà họ Khương cũng do Khương Văn Kỳ làm chủ,
một nhà ba người bọn họ cũng chỉ có thể đi theo Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đứng ở trong sân biệt thự, còn Vương Nhị Cầu thì đang quỳ một gối trước mặt anh. Trải qua hai ngày huấn luyện ngắn ngủi, Vương Nhị Cầu đã hoàn toàn thay đổi. Chủ soái có dặn dò gì vậy ạ? Vương Nhị Cầu cung kính hỏi. Tiêu Chính Văn lấy ra một tấm bản đồ, nói, đây là vị trí của nhà họ Viên ở Long Kinh, cậu thay tôi trộm món đồ giống thế này. Vương Nhị Cầu cầm lấy bản đồ, nhìn vài lần rồi nói, vâng, thuộc hạ xin tuân lệnh. Nói xong, Vương Nhị Cầu quay lưng rời đi. Nhưng Tiêu Chính Văn gọi cậu ta lại, nói, nếu như gặp phải nguy hiểm thì có thể rút lui, liên hệ với điểm liên lạc tại Long Kinh, sẽ có người tiếp ứng cho cậu. Vương Nhị Cầu quay người lại, cung kính nói, rõ. Tiếp đó, cậu ta rời khỏi biệt thự, giấu tấm bản đồ vào trong ngự. Mặc dù Tiêu Chính Văn nói gặp phải nguy hiểm có thể rút lui, nhưng Vương Nhị Cầu không định làm như thế. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà chủ soái giao cho cậu ta bắt buộc phải dốc sức thực hiện, bắt buộc phải chứng minh bản thân. Dù có thế nào đi nữa thì cũng phải trộm bằng được thứ mà chủ soái cần. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn chuẩn bị chào tạm biệt Khương Vi Nhan. Trong phòng khách biệt thự, nhìn Khương Vi Nhan đang thay quần áo giúp mình, anh dịu dàng cười nói, vợ à, lát nữa anh phải ra ngoài xử lý chút chuyện, chắc phải mất tới vài ngày, mấy ngày này em với Nana cứ ở lại đây, đợi phía công ty xử lý xong xuôi thì sẽ có người sắp xếp cho hai mẹ con về Giang Trung trước. Khương Vi Nhan gật đầu, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Tiêu Chính Văn, kiễng chân hôn vào má anh một cái, nói, ở bên ngoài phải chú ý an toàn, hứa với em, đừng gây chuyện linh tinh, sớm trở về nhé, em với Nana đợi anh. Tiêu Chính Văn mỉm cười trìu mến, ôm lấy bờ vai mềm mại của Khương Vi Nhan, sau đó hôn xuống, mãi hồi lâu mới buông ra. Nhìn Khương Vi Nhan sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển trước mặt, Tiêu Chính Văn cười nói, được, anh hứa với em. Nói xong, Tiêu Chính Văn quay lưng rời khỏi biệt thự. Trước cửa, Long Nhất và Long Lân đã đợi hồi lâu. Vẫy tay tạm biệt với Khương Vi Nhan xong, Tiêu Chính Văn đến thẳng sân bay Tu Hà. Tối hôm đó, anh bay đến Las Vegas, gặp Thẩm Dật Văn của Hắc Kỵ tại một quán rượu trên đường phố Las Vegas. Anh Thẩm, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Tiêu Chính Văn bước vào cửa quán rượu, nhìn thấy Thẩm Dật Văn ngồi bên trong, sau lưng còn có bốn gã đàn ông lực lưỡng. Thẩm Dật Văn nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng hừ một tiếng, nói tôi không muốn gặp anh tí nào. Vì anh mà lần trước tôi bị Hắc Kỵ nghiêm phạt, mất đi hai địa bàn. Chức vị trong Hắc Kỵ cũng bị giảm đi hai bậc, trở thành tứ kỵ. Bây giờ, anh chính là kẻ thù của tôi. Nói xong, Thẩm Dật Văn rút ra một khẩu súng từ bên hông, nhắm thẳng vào Tiêu Chính Văn vừa mới ngồi xuống, vẻ mặt lạnh tanh. Chương 714, Minh Vương. Nhìn thấy cảnh này, Long Lân và Long Nhất phía sau nhanh chóng bước tới, nhưng Tiêu Chính Văn lại giơ tay ra hiệu cho hai người lui xuống. Sau đó, Tiêu Chính Văn bình tĩnh ngồi xuống, nhìn Thẩm Dật Văn đang tức giận ở đối diện. Thẩm Dật Văn hơi nhíu mày hỏi, anh không sợ tôi nổ súng thật sao? Tiêu Chính Văn cười nói, anh Thẩm sẽ không nổ súng đâu. Thẩm Dật Văn nhướng mày, cất súng cười hỏi, vì sao? Bởi vì anh Thẩm cần sự giúp đỡ của tôi, Tiêu Chính Văn bình thản nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ tự tin cực độ. Bốp bốp bốp, Thẩm Dật Văn vỗ tay, cười nói, không hổ là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, dũng khí và sự tự tin như vậy, tôi vô cùng khâm phục. Tiêu Chính Văn cười nói, thôi nói chuyện chính, anh Thẩm, tôi cần lập tức tới nhà tù đen. Thẩm Dật Văn cầm ly rượu trên bàn lên, nhấp một ngụm, lắc đầu nói, xin lỗi, chủ soái Tiêu, anh tới thật không đúng lúc, thời gian này sợ rằng không thể nào tới nhà tù đen được rồi. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn lộ vẻ lo lắng, hỏi, vì sao vậy? Thẩm Dật Văn búng ngón tay, đám thuộc hạ đằng sau nhanh chóng lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tiêu Chính Văn. Còn Thẩm Dật Văn bình thản nói, theo thông tin tình báo của Hắc Kỵ, thời gian này, nhà tù đen tiến hành quản lý phong tỏa, không ai được phép lên đảo. Nếu như chủ soái Tiêu vẫn muốn lên, sợ rằng phải chờ nửa tháng sau. Nửa tháng sau, Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, nhìn tập tài liệu trong tay, trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh không thể đợi được nửa tháng. Có cách nào khác để lên đảo không? Tiêu Chính Văn lập tức hỏi. Nếu như không có thì Thẩm Dật Văn đã không tốn công phí sức như vậy đến đây gặp anh. Thẩm Dật Văn nhìn Tiêu Chính Văn, nói quả nhiên là không giấu được chủ soái Tiêu,
cách thì đúng là có, nhưng rất khó. Cách gì thế? Tiêu Chính Văn hỏi. Thẩm Dật Vân uống cạn ly rượu trong tay, nói, Điện Minh Vương Harris. Nghe thấy cái tên này, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói, Minh Vương. Đúng vậy. Thẩm Dật Vân gật đầu nói, dựa theo tin tình báo, trong tay Minh Vương Harris có chìa khóa vào nhà tù đen. Chỉ cần lấy được chiếc chìa khóa đó, chúng ta có thể đến nhà tù đen. Tuy nhiên, điều này rõ ràng là rất khó. Minh Vương Harris, tôi nghĩ chủ soái Tiêu trước đây đã từng tiếp xúc, là một đối thủ vô cùng ác độc. Để lấy được chìa khóa nhà tù đen từ tay ông ta, e rằng còn khó hơn lên trời. Nghe xong câu này, Tiêu Chính Văn nhíu mày, im lặng một lúc rồi, cho tôi thời gian một ngày. Một ngày. Thẩm Dật Vân nghe thấy vậy, trợn trừng hai mắt, nói chủ soái Tiêu, một ngày mà anh có thể lấy được chìa khóa từ tay Minh Vương sao? Tiêu Chính Văn cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy, một ngày. Nói xong, Tiêu Chính Văn đứng dậy, cùng Long Nhất và Long Lân rời khỏi quán rượu. Thẩm Dật Vân đứng ở bên cửa sổ, nhìn ba người Tiêu Chính Văn rời đi, ánh mắt mờ mịt, vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó, anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, nói Thánh Kỵ, Tiêu Chính Văn đã đồng ý rồi. Hơn nữa, anh ta nói, trong một ngày, sẽ lấy được chìa khóa từ tay Minh Vương. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói trầm mặc, ồ. Một ngày à, vậy bổn vương cũng khá mong chờ đấy. Thẩm Dật Vân, trông chừng Tiêu Chính Văn cho kỹ. Anh ta là con cờ quan trọng để Hắc Kỵ chúng ta tiến vào nhà tù đen và thống trị nhà tù đen một lần nữa. Thuộc hạ đã hiểu, Thẩm Dật Vân cung kính trả lời. Sau đó, anh ta cúp máy, nhìn đám người Tiêu Chính Văn vừa rời đi, trên miệng nở một nụ cười nhạt. Lúc này, khi Tiêu Chính Văn rời khỏi quán rượu, đến thẳng sơn trang của Lưu Thiên Đao. Cháu trai ngoan Tiêu Chính Văn, cháu quay về rồi à? Lúc này Lưu Thiên Đao bước nhanh từ ngoài cửa vào, vẻ mặt vui mừng, bước tới ôm chầm lấy Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng cười nói, chú Lưu, lần này tới có việc cần nhờ chú. Lưu Thiên Đao gật đầu, ra hiệu cho Tiêu Chính Văn ngồi xuống, hỏi chuyện gì thế, giúp được thì chú nhất định sẽ giúp. Tiêu Chính Văn nói thẳng, chú Lưu có biết, trong tay Minh Vương có chìa khóa của nhà tù đen không? Nghe thấy câu này, Lưu Thiên Đao sa sầm mặt mày, ánh mắt trùng xuống, hỏi, sao cháu biết? Tiêu Chính Văn nói, Thẩm Dật Vân nói với cháu, bây giờ muốn vào nhà tù đen, bắt buộc phải lấy được chìa khóa trong tay Minh Vương Harris. Lưu Thiên Đao trầm mặc, đứng dậy, chắp tay đi đi lại lại trong đại sảnh. Cuối cùng, ông ấy dừng bước chân, nhìn Tiêu Chính Văn nói, trong tay Minh Vương đúng là có chìa khóa vào nhà tù đen, tuy nhiên, muốn lấy được chiếc chìa khóa này còn khó hơn lên trời. Chú còn không có quyền hạn tới gần chiếc chìa khóa đó, nếu như cháu muốn có được nó, phải đích thân tới nói chuyện với Minh Vương. Tiêu Chính Văn không chút do dự, nói, được ạ. Ừ, vậy thì để chú sắp xếp, Lưu Thiên Đao nói, sau đó rời khỏi sơn trang. Đến chập tối, trong ngoài sơn trang của Lưu Thiên Đao đột nhiên xuất hiện rất nhiều hộ vệ, tất cả đều mang theo súng. Cùng lúc đó, trên con đường bên ngoài khu sơn trang, một vài chiếc ô tô màu đen phóng tới. Xe dừng ở lối vào sơn trang, Lưu Thiên Đao xuống xe trước, cung kính mở cửa xe sau. Sau đó, một bóng người oai phong bệ vệ bước từ trên xe xuống. Ông ấy chính là Minh Vương của Điện Minh Vương, Harris. Dáng người vạm vỡ rắn giỏi, với nét đặc trưng của người phương Tây, khí chất vững vàng như núi, áp lực toát ra mạnh mẽ khiến những người đứng quanh hàng trăm mét không dám ngẩng đầu lên. Đặc biệt là ánh mắt của ông ấy, tỏa ra sát khí bức người. Minh Vương Harris là một cường giả với thực lực mạnh mẽ nhất trong 12 thánh điện phương Tây. Tương truyền, thực lực của ông ấy đã đạt tới cấp bậc của chủ soái cấp 5 sao. Tuy nhiên đó chỉ là tin đồn. Bởi vì, chỉ cần là những người nhìn thấy thực lực thật của Minh Vương đều đã chết hết rồi. Càng đáng sợ hơn là Minh Vương Harris ở phương Tây có danh tiếng vô cùng cao, có một số lượng lớn người đi theo trung thành và rất nhiều binh lính nguyện sống chết. Ngay sau đó, Harris lập tức bước vào sơn trang, vào trong đại sảnh gặp Tiêu Chính Văn đã đợi rất lâu rồi. Hai người gặp mặt, tuy cách nhau mấy mét, nhưng bầu không khí đã bốc lên mùi khói súng nồng nặc. Xê khoảnh khắc đó, bầu không khí bên trong và bên ngoài sơn trang đều rơi vào trầm mặc. Xê giống như chỉ cần ai thở mạnh một cái, dây tiếp theo sẽ lập tức bùng nổ. Minh Vương Harris nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng chắp hai tay trước mặt,
cười lạnh nói, vua Bắc Lương Hoa Quốc, Long Vương Điện Thần Long, đã lâu không gặp. Tiêu Chính Văn cau mày, bình thản trả lời, Harris, tôi không tới đây để ôn lại chuyện cũ với ông. Minh Vương lập tức ngồi xuống sofa, một tay ôm trán, nhún vai nói, tôi nghe Lưu Thiên Đao nói, cậu muốn chìa khóa nhà tù đen trong tay tôi đúng không? Tiêu Chính Văn xoay người, chống hai tay, ánh mắt bình thản nhìn Harris đang ngồi trên sofa, nói, đúng vậy, tôi cần chiếc chìa khóa đó. Minh Vương gật đầu, nhướng mày cười nói, vì sao tôi phải đưa cho cậu? Ông có điều kiện gì? Tiêu Chính Văn hỏi. Harris thấy hứng thú, ngồi thẳng dậy, nói, nghe nói vua Bắc Lương rất mạnh, lần trước, chúng ta vẫn chưa đánh một trận đã đời, hôm nay, tôi muốn đánh với cậu một trận, nếu cậu thắng, chìa khóa sẽ đưa cho cậu, nếu cậu thua thì từ nay về sau, cậu phải bán mạng cho tôi, thay tôi làm việc. Chương 715, anh rốt cuộc ở cấp bậc nào rồi? Dường như không có chút do dự, Tiêu Chính Văn liền gật đầu, được. Nói xong, hai người rời khỏi phòng khách, đến một mảnh đất trống trong sơn trang. Bốn xung quanh đều là người của Minh Vương. Long Nhất và Long Lân đứng sau Tiêu Chính Văn, trầm giọng hỏi, Long Vương, Minh Vương này không đơn giản, anh vẫn nên cẩn thận chút, tôi sợ xảy ra bất trắc. Tiêu Chính Văn bình thản cười nói, tôi biết rồi. Lúc này, Minh Vương Harris khoanh hai tay trước ngực, đứng nguyên tại chỗ, dáng người vạm vỡ của ông ấy khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Tiêu Chính Văn đứng trước mặt ông ấy hoàn toàn giống như một người bình thường, đến chói gà cũng không chặt. Ngay lập tức, Minh Vương Harris đã ra tay, cơ thể của ông ấy hóa thành một tia chớp, biến mất trong nháy mắt. Lực nổ mạnh mẽ gây ra vô số vết nứt trên mặt đất nơi ông ấy vừa đứng. Và ngay trước khi mọi người kịp phản ứng, cú đấm bùng nổ của Minh Vương Harris đã đập vào ngực Tiêu Chính Văn một cách dữ dội. Cú đấm này giống như một thiên thạch rơi xuống trái đất. Uy lực và sức công phá khủng khiếp đến đáng sợ. Giống như một cú va chạm với thiên thạch, mang theo luồng sát khí bức người. Bùm, gần như trong giây tiếp theo, cú đấm của Minh Vương đã đánh sập một hố nơi Tiêu Chính Văn vừa đứng. Bùn văng tung tóe, sỏi bay lên trời. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã lùi lại khỏi chỗ vừa rồi, trong mắt lóe lên luồng sát khí mãnh liệt. Không chút do dự hay có bất kỳ hành động dư thừa nào, Tiêu Chính Văn lập tức giơ chân lên. Đá mạnh vào người Minh Vương. Cú đá này đủ để làm vỡ một chiếc xe tăng. Bùm, nhưng, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Minh Vương Harris giơ tay phải lên, trực tiếp chặn chân của Tiêu Chính Văn lại. Khoảnh khắc đó, như có một tiếng sấm nổ rền vang trong không trung. Cứ như thể cú đá của Tiêu Chính Văn đang đạp vào một tấm sắt cực kỳ cứng vậy. Trong mắt mọi người, cánh tay phải của Harris với những đường gân hung bạo, to và thô hơn cả đùi của người bình thường. Cùng lúc đó, khóe miệng Harris lộ ra một tia giễu cợt, nói, vua Bắc Lương, cậu thụt lùi rồi. Vừa dứt lời, Harris dùng tay còn lại, siết chặt mắt cá chân của Tiêu Chính Văn rồi nhanh chóng kéo anh về phía mình. Đồng thời tay kia của ông ấy đã tạo thành một nắm đấm, đấm mạnh vào ngực Tiêu Chính Văn. Cú đấm này với luồng sát khí đáng sợ và lực va chạm đủ để đập vỡ 1.000 khối đá tảng. Cho dù là cường giả cấp bậc chiến thần khi phải chịu cú đấm này cũng đành bó tay chịu chết, nổ tung thành từng mảnh. Nhưng, bụp một tiếng, Tiêu Chính Văn cũng giơ nắm đấm phải của mình lên, đấm vào tay Harris. Trong khoảnh khắc, một tiếng động chói tai nổ ra, hai nắm đấm va chạm nhau với sức ép đáng sợ, không ngừng tỏa ra xung quanh. Những người có thực lực yếu đã bị luồng sát khí đáng sợ đang hoành hành này áp đảo, bọn họ ngã phịch xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng. Toàn thân run rẩy. Bịch bịch bịch, khoảnh khắc đó, Harris đã lùi lại 7 bứa. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn đối phương, nói, ông lùi bước rồi. Nghe thấy câu này, Harris cười nhạo một tiếng, sau đó gầm lên, biến thành một cỗ máy giết người man dợ, nhanh chóng lao về phía Tiêu Chính Văn một lần nữa. Ngay lập tức, một âm thanh bùng nổ do lực va chạm lại vang lên. Trong mắt mọi người, hai người này giống như dự ảnh, không thể nào nhìn rõ hành động của bọn họ. Chỉ có Long Lân đứng bên ngoài có thể nhìn được chuyển động của Tiêu Chính Văn và Harris. Cho dù là Long Nhất cũng mơ hồ nhìn không rõ. Đừng nói đến những người bình thường khác, trận chiến này giống như tua nhanh với tốc độ gấp 20 lần. Giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn, một bóng người bay ngược lên, để lại hai vết xước dài và hẹp trên mặt đất, sau đó quỳ một chân xuống. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện bằng ánh mắt đỏ rực. Thua rồi,
Minh Vương thua rồi, đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu những người của Điện Minh Vương. Bởi vì khi bọn họ nhìn thấy Minh Vương, máu đã trào ra trên khóe miệng ông ấy. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không hề bị thương. Lưu Thiên Đao đứng trong đám người, lúc này hít sâu một hơi. Thực lực của Minh Vương bọn họ đều hiểu rất rõ, nhưng Minh Vương lại thua dưới tay của Tiêu Chính Văn rồi. Khó có thể tưởng tượng được Tiêu Chính Văn mạnh đến mức nào. Lúc này, Minh Vương lau vết máu trào ra trên khóe miệng, cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy khỏi mặt đất, nói, không hổ danh là vua Bắc Lương, cậu đã đạt tới cấp 6 sao rồi. Tiêu Chính Văn đút hai tay vào túi quần, bình thản nhìn Minh Vương, không hề giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy. Minh Vương mỉm cười, lấy ra một chiếc chìa khóa từ thắt lưng, sau đó ném cho Tiêu Chính Văn, nói, tôi thua rồi, đây là chìa khóa nhà tù đen, tuy nhiên, tôi phải cho cậu một lời khuyên, nhà tù đen không đơn giản như cậu nghĩ đâu, ở đó chính là nơi thử thách giữa sự sống và cái chết thực sự. Việc tìm kiếm thông tin từ nhà tù đen hoặc giải cứu một người khỏi đó còn khó hơn lên trời. Có năm cường giả cấp chủ soái trấn giữ ở đó, không ai là thực lực yếu cả. Theo như tôi biết, trong nhà tù đen có hai người đã đạt cấp 6 sao. Ngoài ra, tôi cũng nhắc nhở cậu, hắc kỵ không hề đơn giản, ở mức độ nhất định, cho dù là Điện Minh Vương của tôi cũng không thể so sánh được với bọn họ. Cẩn thận chút, đừng chết ở nhà tù đen, tôi vẫn đợi cậu để khiêu chiến tiếp đấy. Nói xong, Harris xoay người rời khỏi sơn trang. Tiêu Chính Văn nhìn Minh Vương Harris rời đi, sau đó nhìn chiếc chìa khóa màu đen kỳ lạ trong tay, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Đây chính là chìa khóa của nhà tù đen sao? Nhìn trông rất bình thường. Hơn nữa, ý của Minh Vương Harris là trong nhà tù đen có hai cường giả cấp 6 sao? Lúc này Long Lân và Long Nhất cùng đi tới, hỏi, Long Vương, anh không sao chứ? Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, tôi không sao. Sau khi Lưu Thiên Đao tiễn Minh Vương đi xong, cũng nhanh chóng quay lại sơn trang, nói với Tiêu Chính Văn, chú thấy Minh Vương nói rất đúng, hắc kỵ không đơn giản, bọn họ nhất định có động cơ thầm kín. Không chỉ đơn giản là để cháu cứu thiếu đương chủ như vậy thôi đâu. Lúc này Tiêu Chính Văn cau mày, nghịch chiếc chìa khóa nhà tù đen trong tay, nói, cho dù thế nào, cháu nhất định phải tới nhà tù đen. Nếu như hắc kỵ cản trở cháu, cháu tiêu diệt cả hắc kỵ luôn. Khoảnh khắc đó, một luồng khí tức mãnh liệt tỏa ra từ người Tiêu Chính Văn. Cho dù là ai đều không được phép ngăn anh đi tới nhà tù đen. Ông nội, cháu tới rồi. Sau đó Tiêu Chính Văn đứng dậy, tạm biệt Lưu Thiên Đao, cùng Long Lân và Long Nhất đi gặp Thẩm Dật Phân. Lúc này, Thẩm Dật Phân cầm chiếc chìa khóa nhà tù đen trong tay, bối rối hỏi, chủ soái Tiêu. Làm thế nào mà anh lấy được chiếc chìa khóa từ tay Minh Vương vậy? Theo như tôi biết, Minh Vương Harris vốn không phải người dễ nói chuyện. Tiêu Chính Văn nói, rất đơn giản, chúng tôi đánh một trận, ông ấy thua rồi thì chìa khóa thuộc về tôi thôi. Nghe thấy câu này, ánh mắt Thẩm Dật Vân có chút ghen tị. Đánh thắng được Minh Vương. Trong số 12 thánh điện phương Tây, Minh Vương này nổi danh nhờ thực lực của mình. Tiêu Chính Văn lại có thể đánh thắng được Minh Vương. Hơn nữa nhìn bộ dạng trông có vẻ không hề hấn gì, chủ soái Tiêu, rốt cuộc bây giờ thực lực của anh đang ở cấp bậc nào rồi? Thẩm Dật Phân hỏi. Chương 716, vào nhà tù đen. Tiêu Chính Văn hỏi Thẩm Dật Phân, anh Thẩm dường như rất có hứng thú thì phải. Thẩm Dật Phân cười nói, chủ soái Tiêu đừng hiểu nhầm, dù sao chúng ta có cùng đích đến là nhà tù đen, nơi đó có 5 vị cường giả cấp chủ soái đang trấn giữ, còn có rất nhiều cường giả cấp chiến thần nữa. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, anh Thẩm không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ sự an toàn cho anh, nếu như thật sự không được thì đến lúc đó anh đừng lên đảo nữa. Được vậy thì tốt quá, Thẩm Dật Phân cười nói. Ngày hôm sau, Thẩm Dật Phân liên lạc với Baruch để đi ra biển. Tại bến tàu, Baruch nhìn thấy Tiêu Chính Văn, nhiệt tình ôm anh một cái, cười nói, chủ soái Tiêu, đã lâu không gặp, tôi nhớ cậu chết đi được. Tiêu Chính Văn mỉm cười lịch sự. Sau đó một nhóm người lên tàu. Lần này, chuyến đi đến hòn đảo nhà tù đen diễn ra khá suôn sẻ. Không đến nửa ngày, bọn họ đã gần đến hòn đảo của nhà tù đen. Tiêu Chính Văn đứng trên boong tàu, nhìn hòn đảo nhà tù đen trước mặt, bên ngoài có đá ngầm và những vách đá dựng đứng. Và toàn bộ hòn đảo được bao quanh bởi một hàng rào thép bê tông đen cao hơn chục mét. Nhìn giống như một bức tường sắt vô cùng cứng cáp,
không thể phá vỡ. Cả hòn đảo chỉ có một lối vào duy nhất, bao quanh là bức tường dựng đứng, còn có một màn lưới điện, vì vậy không thể trèo vào được. Rất nhanh sau đó, con tàu dừng lại ở lối vào đó. Mọi người xuống tàu. Baruch đứng trên tàu vẫy tay với đám người Tiêu Chính Văn, nói chủ soái Tiêu, tôi ở đây đợi các anh quay lại, chỉ có thời gian 3 ngày, 3 ngày sau, nếu như các anh không ra, tôi sẽ đưa các thuyền viên rời đi, đây là quy tắc của nhà tù đen. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó xoay người bước lên bậc thềm đầy rêu phong đã bị nước ăn mòn. Sau khi đi khoảng 2 đến 300 mét, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy lối vào duy nhất dẫn vào nhà tù đen. Lúc này, ở lối vào chỉ một người có thể đi qua này, một người đàn ông da ngăm đen, cởi trần, thân hình vạm vỡ, đang dùng con dao găm lóe lên ánh sáng sắc bén để cắt thịt lợn rừng quay, chiêu đãi thiệp. Ceteren cánh tay ướt đẫm mồ hôi của gã có một hình xăm nhà tù đen. Chỉ nhìn thoáng qua, Long Lân đã nhanh chóng nhắc nhở, Long Vương, từ khí tức của đối phương có thể nhận ra, đây là một cường giả cấp chiến thần. Tiêu Chính Văn đương nhiên biết chuyện này, anh khẽ cau mày. Người đầu tiên mà anh nhìn thấy ở nhà tù đen này là một cường giả cấp chiến thần. Như vậy đủ để hiểu nhà tù đen này đáng sợ đến mức nào. Cường giả cấp chiến thần ở trên thế giới đều là những cỗ máy giết người trên chiến trường. Đó là sự tồn tại khiến hàng nghìn người khiếp sợ. Là sự tồn tại mà hàng nghìn người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở đây gã chỉ là một người gác cổng không ai biết đến, mặc cho gió thổi mưa bay, ngồi ăn thịt nướng. Thẩm Dật Vân bước tới, nói chuyện bằng tiếng Anh một cách trôi chảy. Gã đàn ông đó đứng dậy, nhảy khỏi tảng đá, liếc nhìn ba người Tiêu Chính Văn, sau đó vươn tay ra nói, chìa khóa. Long Nhất nhanh chóng lấy chìa khóa ra ném cho gã đó. Gã đó liếc nhìn vài cái, sau đó bỏ vào trong túi, lại nhảy lên tảng đá lớn, tiếp tục ăn thịt nướng, đồng thời dùng dao găm đập vào bức tường đằng sau cách hơn 10 mét. Sau đó, cánh cửa sắt ra vào đã mở ra một cửa sổ nhỏ từ bên trong. Một gã đàn ông có đôi mắt sắc bén liếc nhìn những người bên ngoài trước khi mở cánh cửa sắt đó ra. Ngay sau đó, 4 lính đánh thuê trang bị súng bước ra từ phía sau cánh cửa, theo sau là một người đàn ông da vàng mặc quân phục màu đen, dắt một khẩu súng lục và một con dao chiến thuật trên eo. Ánh mắt sắc lẹm nhìn đám người Tiêu Chính Văn trước mặt, sau đó cầm lấy chiếc chìa khóa màu đen do gã đàn ông trên tảng đá đưa cho, kiểm tra kỹ càng rồi mới lạnh lùng nói, một chiếc chìa khóa chỉ được phép một người vào, trong số các người ai vào? Một người. Thẩm Dật Vân lo lắng, nói, không phải trước đây một chiếc chìa khóa được 5 người vào sao? Quy tắc đã thay đổi, chỉ được một người vào. Người mặc quân phục màu đen lạnh lùng nói, hai tay vẫn ghì chặt khẩu súng lục trên eo. 4 tên lính đánh thuê trang bị vũ trang cũng giơ súng lên quan sát 4 xung quanh. Thẩm Dật Vân vô cùng tức giận, nhưng anh ta không dám nói gì, quay người nói với Tiêu Chính Văn, chủ soái Tiêu, anh thấy thế nào? Tiêu Chính Văn không chút do dự, nói tôi vào. Chủ soái, Long Vương, tuyệt đối không được, nhà tù đen này cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi nhất định phải ở bên cạnh anh. Long Nhất và Long Lân đều rất lo lắng. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại bình thản vỗ vai hai người, cười nói, cứ yên tâm, tôi tự có tính toán, các anh ở bên ngoài, 3 ngày sau, nếu như tôi vẫn chưa ra, các anh hãy quay về, làm theo kế hoạch tôi đã triển khai trước đó. Vâng, Long Lân và Long Nhất đều cung kính đáp lại. Sau đó, bọn họ nhìn Tiêu Chính Văn bước qua cánh cổng sắt, đi vào nhà tù đen. Rầm, cánh cửa sắt đóng lại, Long Lân và Long Nhất đều đứng ở cửa. Gã đàn ông ngồi trên tảng đá ăn thịt nướng, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Long Nhất, đưa tay làm động tác cắt cổ. Long Nhất thấy vậy, anh ta cau mày, đang định tiến tới ra tay, nhưng Long Lân ở bên cạnh nói, đừng gây chuyện. Lúc này Long Nhất mới dừng lại, lặng lẽ đứng sang một bên. Gã đàn ông đó cười lạnh một tiếng, bình thản nằm xuống, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Cùng lúc đó, sau bức tường đen, Tiêu Chính Văn đi theo những tên lính đánh thuê có trang bị súng này đi qua lối hẹp, sau đó anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Xê trước mặt anh là một khu rừng nguyên sinh. Hòn đảo này là một khu rừng nguyên sinh được bao quanh bảo bức tường đen vững chắc. Hoàn toàn là một thế giới hoang dã. Thậm chí Tiêu Chính Văn còn nghe thấy tiếng gầm rú của dã thú vọng ra từ sâu thẳm trong ngôi rừng nguyên sinh. Ở ven đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xương người bị thú rừng ăn thịt.
Trên tay và chân của những người này còn có còng tay còng chân đã bị rỉ sắt. Tù nhân ở đây đều được thả hoang sao? Tiêu Chính Văn cau mày, gã đàn ông mặc đồng phục đen phía trước lạnh lùng nói, những gì anh nghĩ trong lòng hoàn toàn đúng, tù nhân ở đây đều được thả hoang, bọn họ có thể sống được hay không thì phải dựa vào bản thân, đói rồi thì ăn thịt thú hoang, uống máu động vật hoặc tự tìm nguồn nước tự nhiên, tóm lại ở đây, sinh tồn là nguyên tắc đầu tiên. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào quá trình sinh tồn của bất kỳ tù nhân nào, thậm chí bọn họ còn có thể tấn công những binh lính đi tuần tra, ví dụ, vừa dứt lời. Gã đàn ông mặc quân phục đen rút súng từ thắt lưng ra, sau đó tự bắn lên trên đỉnh đầu. Bụp, giây tiếp theo, một gã đàn ông gầy gò mặc đồng phục tù nhân, trên người nhơ nhớp đầy máu ngã từ trên cây xuống, co giật vài cái rồi ngã xuống vũng máu. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày. Gã đàn ông đó quay lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm anh, nói, ở đây, vũ lực là tất cả, chỉ cần anh đủ mạnh thì có thể sống tiếp. Lên xe đi, tôi đưa anh đi gặp sếp ở đây. Nói xong, gã đó và bốn tên lính đánh thuê nhảy lên một chiếc xe địa hình ở bên cạnh. Tiêu Chính Văn cũng không do dự, ngồi vào vị trí ghế phụ. Rừng, tiếng động cơ vang vọng cả khu rừng nguyên sinh, chiếc xe địa hình lao nhanh giữa rừng. Trên đường đi, Tiêu Chính Văn nhìn thấy rất nhiều tù nhân ẩn nấp trong rừng rậm, anh còn cảm nhận được luồng khí tức rất mạnh mẽ, không kém gì cường giả cấp chiến thần. Nhà tù đen này quả nhiên không tầm thường. Tiêu Chính Văn ngồi trong xe, hỏi, ở đây có người nào tên là Tiêu Long không? Chương 717, Phụ nữ. Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chính Văn, chiếc xe địa hình đột ngột dừng lại. Trong phút chốc, gã đàn ông da vàng mặc quân phục quay mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Lạnh giọng hỏi, anh tới để tìm Tiêu Long à? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, đúng vậy. Sắc mặt gã đàn ông da vàng đó lập tức sầm xuống, sau đó khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung lạnh lẽo, lại đạp chân ga, chiếc xe địa hình phóng đi. Sau đó, gã cười khẩy, có chút thú vị, bao nhiêu năm nay, anh là người thứ ba tới tìm Tiêu Long đấy. Ba người, ý của anh là... Trước tôi còn có hai người nữa đã tới đây tìm Tiêu Long sao? Nghe thấy câu này, sắc mặt Tiêu Chính Văn trông có vẻ căng thẳng. Lại có người khác tới tìm ông nội mình. Đúng vậy. Gã đàn ông da vàng gật đầu, nói, chỉ là bọn họ chưa gặp được Tiêu Long đều đã rời đi rồi. Vì sao không gặp được, Tiêu Chính Văn hỏi. Im lặng một hồi, gã nói, bởi vì, Tiêu Long không hề ở đây. Bùm, câu nói này trực tiếp nổ tung trong lòng Tiêu Chính Văn. Tiêu Long không ở trong nhà tù đen. Ông nội không bị nhốt ở đây. Lẽ nào, tình báo của Hắc Long sai sao? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chính Văn, gã đàn ông da vàng cười chế nhạo, nói có phải rất sốc không? Vì sao bên ngoài cứ có tin đồn là Tiêu Long đang ở đây, nhưng ở đây hoàn toàn không có người nào tên như vậy? Tiêu Chính Văn cau mày, im lặng. Bên kia nói tiếp, bởi vì ở đây người đó không phải tên Tiêu Long. Không phải tên Tiêu Long. Ý anh là gì? Tiêu Chính Văn gặng hỏi. Gã đàn ông da vàng cười lạnh một tiếng, nói, đến nhà tù đen sẽ quên đi hết ký ức, ở đây, quá khứ đều là hư ảo. Chỉ có tiếp tục sống mới là chân thực nhất. Vì vậy, ở đây, không ai có quá khứ cả, Tiêu Long mà các người tìm, ở đây không gọi bằng Tiêu Long mà gọi bằng một biệt hiệu. Biệt hiệu, biệt hiệu gì? Tiêu Chính Văn cau chặt mày, hỏi. Biệt hiệu không một. Bên kia nói, sắc mặt đột nhiên hiện lên vẻ sùng bái và ngưỡng mộ vô cùng. Biểu cảm này không thể lọt khỏi mắt của Tiêu Chính Văn. Những người này rõ ràng là biết Tiêu Long. Biệt hiệu của anh thì sao? Tiêu Chính Văn thử thăm dò. Gã đàn ông da vàng nói, biệt hiệu của tôi là 075. Nói xong, chiếc xe địa hình đã tới một vùng đất thoáng đãng, trước mắt là một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép. Máy bay trực thăng và một đội lính đánh thuê được trang bị vũ trang đang tuần tra qua lại. Mà ở ngay gần nhất chính là một thiết kế hang động quân đội chuyên dụng. Gã đàn ông da vàng nhảy ra khỏi xe ra hiệu cho Tiêu Chính Văn xuống và nói, chúng ta đến rồi, dắt anh đi gặp sếp của chúng tôi, có bất kỳ câu hỏi nào, anh đều có thể hỏi cô ấy. Tuy nhiên, anh bạn à, tôi nhắc nhở anh trước, tính khí của sếp chúng tôi không tốt lắm, nếu như anh nói sai lời nào, có thể sẽ chết ngay ở đây đấy. Tiêu Chính Văn nhướng mày, nhảy ra khỏi xe, đi theo gã đàn ông da vàng về phía hang động trước mặt. Sau khi lính đánh thuê thẩm vấn ở cửa xong, Tiêu Chính Văn và gã đàn ông da vàng bước vào trong hang.
Cửa hang dài khoảng chục mét, tương đối ẩm thấp, đi qua 10 mét này sẽ bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng. Trong hang hồng không có động tiên mà đầy những hộp đựng vũ khí, đan dược tinh xảo khắp nơi. Ở hai bên có khoảng 4-5 tên lính đánh thuê đang kiểm tra vũ khí, tất cả hình như đều là người nước ngoài, dáng người cao to vạm vỡ, ánh mắt rất hung tợn và khiêu khích nhìn gã đàn ông da vàng và Tiêu Chính Văn vừa bước vào. Đi xa hơn khoảng chục mét sẽ thấy cả chục màn hình điện tử hiển thị trên các bức tường, tất cả đều là hình ảnh giám sát của toàn bộ nhà tù đen và hình ảnh giám sát của khu rừng nguyên sinh. Đôi khi còn có thể thấy những bóng người nhấp nháy trên màn hình, cũng như những lính đánh thuê đang chạy và săn bắn. Đứng trước những màn hình điện tử này là một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, mặc bộ quân phục màu đen bó sát, đeo khẩu súng lục và dao găm quanh eo, cô ta chống hai tay lên bàn, quay lưng về phía Tiêu Chính Văn. Tư thế này, nếu là một người đàn ông, hẳn là sẽ không rời mắt được. CV ỏng eo thắt đáy lưng ong, vòng ba nảy nở, buộc tóc đuôi ngựa, khiến người khác không khỏi mơ mộng. Lông mày Tiêu Chính Văn khẽ giật, trong lòng nghi ngờ, là một người phụ nữ sao? Sếp, người tới rồi, gã đàn ông da vàng cung kính nói, sau đó đi sang một bên, ngồi ở trên bàn, co một chân lên, tiện tay lấy quả dại trên bàn lên ăn. Cũng chính lúc này, người phụ nữ có thân hình nóng bỏng trong bộ quân phục đen bó sát người quay lại, khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt xanh dương cẩn thận đánh giá Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng gật nhẹ đầu với đối phương. Tên gì, người phụ nữ đó lạnh lùng hỏi. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một chút, nói Tiêu Chính Văn. Người phụ nữ đó nghe thấy vậy, đi tới, vặn vẹo vòng hông đầy đặn, đi một vòng quanh Tiêu Chính Văn, sau đó cười nói, vua Bắc Lương Hoa Quốc, tôi thấy cũng chẳng có gì, còn tưởng là nhân vật lợi hại thế nào cơ. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày, không ngờ đối phương lại biết thân phận của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hơi kinh ngạc của Tiêu Chính Văn, cô ta duỗi tay ra, cười nói, tôi tên là Alice, tôi chịu trách nhiệm công tác an ninh và nhiệm vụ của toàn bộ khu vực phía tây nhà tù đen. Tiêu Chính Văn nhìn bàn tay nhỏ bé của đối phương, do dự một hồi, cuối cùng vẫn bắt tay cô ta. Sau đó, Alice nói thẳng, không cần cảm thấy khó hiểu vì sao chúng tôi lại biết thân phận của anh, khi anh vừa lên đảo, chúng tôi đã nắm rõ rồi. Nhà tù đen không phải một nơi đơn giản, ở đây không ai có thể che giấu thân phận thật của mình. Tiêu Chính Văn không nói gì, sau khi đứng yên lặng một chút mới mở lời, tôi muốn gặp 01. Nghe thấy câu này, Alice lắc đầu, nói anh không gặp được 01 đâu, ông ấy không ở khu phía Tây mà ở khu phía Bắc. Khu phía Bắc, Tiêu Chính Văn nghe vậy liền nói, vậy bảo người của cô đưa tôi đến đó đi. Ha ha ha, ngay khi anh vừa dứt lời, đám lính đánh thuê xung quanh đã phá lên cười. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Tiêu Chính Văn cau mày càng chặt. Alice cũng cười nói, vua Bắc Lương, có lẽ anh không biết sự phân chia quyền lực của nhà tù đen. Khu phía Tây và khu phía Bắc là nơi có thù hận như nước với lửa. Hơn nữa, khu phía Bắc không phải là nơi mà người thường có thể vào được. Anh muốn tôi đưa đến khu phía Bắc, vậy phải đáp ứng đủ các điều kiện của chúng tôi. Bao nhiêu tiền, Tiêu Chính Văn hỏi thẳng. Alice lập tức lắc đầu, nói, không phải vấn đề tiền bạc, anh cho rằng chúng tôi ở đây canh giữ cái khu phía Tây của nhà tù đen hôi thối chết tiệt này là vì tiền sao? Vậy các cô muốn gì, Tiêu Chính Văn hỏi. Alice cười nói, rất đơn giản, nghe nói thực lực của anh rất mạnh, ở khu phía Bắc có 3 cường giả cấp chiến thần, nhưng chúng tôi ở đây chỉ có 1, hơn nữa, trong lần tranh đấu trước đã bị thương nặng, chúng tôi muốn anh thay chúng tôi đánh bại khu phía Bắc, anh thấy thế nào? Chương 718, cường giả chiến thần. Nghe thấy câu này của Alice, lông mày Tiêu Chính Văn nhíu chặt lại. Vì sao lại chọn tôi, Tiêu Chính Văn hỏi. Alice hào phóng trả lời, bởi vì anh rất mạnh. Câu trả lời đơn giản như vậy khiến Tiêu Chính Văn có chút bất lực. Nghĩ một lúc, anh nói, thay các người đánh bại khu phía Bắc thì có thể gặp được 01, đúng không? Đương nhiên rồi, Alice gật đầu nói. Được, Tiêu Chính Văn trả lời. Thấy Tiêu Chính Văn đồng ý, Alice vỗ vai anh, nói tốt lắm, vậy chúng ta xuất phát. Nói xong, Alice rút súng lục từ thắt lưng ra, rút chốt rồi nhét lại nhét vào thắt lưng, gật đầu với những người phía sau. Trong tích tắc, những người này trở nên hưng phấn lạ thường, họ chạy ra ngoài huýt sáo. Sau đó, khoảng 10 mấy tên lính đánh thuê lấy các thiết bị tinh vi ra khỏi hang, thậm chí các hộp đạn cũng được chuyển ra ngoài. Ở cửa có 7-8 chiếc xe địa hình,
còn có cả xe bọc thép đã đợi từ lâu. Những tên lính đánh thuê mặc quân phục màu xanh lá cây lúc này đang rất phấn khích, giơ cao súng tiểu liên và đạn cầm tay ném lên trời. Alice đi thẳng vào cabin của một chiếc xe quân sự địa hình, Tiêu Chính Văn cũng ngồi lên vị trí ghế phụ lái. Xuất phát! Alice hét lớn, nhấn ga, chiếc xe quân sự địa hình gầm rú phóng đi. Khu phía tây cách khu phía bắc khoảng hơn 20 phút đi xe. Trên đường đi, Tiêu Chính Văn khoanh tay trước mặt, quan sát khung cảnh xung quanh. Alice đột nhiên tràn đầy hứng thú, hỏi, vì sao lại tìm không một? Tiêu Chính Văn trả lời, ông ấy là ông nội tôi. Nghe thấy vậy, Alice tỏ ra rất kinh ngạc, quay người lại, nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó mỉm cười nói, thì ra là như vậy, không một lại có cháu trai, mà lại còn là người khiến người khác kinh ngạc. Cô hỏi tôi rồi, vậy tôi có thể hỏi cô một câu được không? Tiêu Chính Văn nói. Đương nhiên là dược. Alice nhún vai nói, khi chiếc xe rung lắc, đôi bồng đào mềm mại cũng khẽ rung lên. Không một là tù nhân ở đây sao? Tiêu Chính Văn trả lời. Alice lắc đầu mà không cần suy nghĩ, nói, không phải. Quả nhiên, giống với suy đoán trong lòng của Tiêu Chính Văn. Ông nội tuyệt đối không phải tù nhân bị giam giữ ở đây. Hơn 10 phút sau, chiếc xe dừng lại, hơn chục lính đánh thuê nhảy ra khỏi xe và nằm mai phục xung quanh khu rừng rậm. Sau khi Tiêu Chính Văn và Alice xuống xe, bọn họ cũng trốn sau một tảng đá lớn. Sau đó, Alice ra hiệu cho các thành viên trong đội lấy máy bay không người lái ra, điều khiển nó bay về phía trước để quan sát và theo dõi tình hình. Từ hình ảnh cho thấy, trước mặt bọn họ khoảng 100 mét, có một đội lính đánh thuê đang tuần tra, đây chính là đội tuần tra của khu phía bá. Alice phán đoán, sau đó ra lệnh cho mấy tên lính đánh thuê, các cậu, chia ra hành động, xử lý sạch sẽ bốn xung quanh cho tôi. Vâng. Ngay sau đó, những tên lính đánh thuê này kiểm tra trang bị của bọn họ, sau đó khom eo chạy ra ngoài. Trong màn hình giám sát của máy bay không người lái, các thành viên của đội Alice rất nhanh đã xuất hiện, bọn họ di chuyển rất nhanh chóng và khéo léo, âm thầm xử lý đội tuần tra. Tất cả đều bị hạ gục sau một đòn, không tốn quá nhiều thời gian. Sau đó Alice cất bảng giám sát và hét lên với các thành viên còn lại trong nhóm, xuất phát. Trong tích tắc, đội đột kích gồm hàng chục người lao thẳng về khu phía bá. CBN bằng bằng. Uinh uinh uinh. Ngay khi bọn họ vừa lao ra được hơn chục mét, phía trước truyền tới tiếng súng và tiếng nổ của tên lửa. Cả khu rừng rậm bùng lên ngọn lửa cao vút, khói bay ngập trời, cây cối đổ gãy, bùn bắn tứ phía. Xông lên, giết. Alice gầm lên, vẫy tay ra hiệu, mấy chục tên lính đánh thuê dùng hỏa lực trấn áp xông lên. Bùm bùm bùm. Trong chốc lát, tiếng súng rồn rập vang lên khắp cả khu rừng. Tiêu Chính Văn đứng phía sau, chăm chú theo dõi diễn biến của cuộc chiến. Alice này đúng là một chiến binh dũng mãnh. Nhìn dáng vẻ ngổ ngáo của cô ta, chạy tới chạy lui trên chiến trường. Mỗi một lần đều có thể giải quyết một đối thủ. Quả thực là rất mạnh. Bùm, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Trước mắt mọi người, một quả tên lửa đột nhiên nổ tung từ sâu trong khu rừng rậm. Mục tiêu chính là Alice đang phấn kích giết người. Alice cũng đã nhận ra, cô ta muốn tránh, nhưng giờ đã không kịp nữa rồi. Đúng lúc này, một bóng người lao tới, ôm lấy Alice, hai người cùng lăn ra bên ngoài hơn chục mét. Bùm, ngay lập tức, chỗ Alice vừa đứng bị quả tên lửa san bằng mặt đất, bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Alice ngã xuống đất, nhìn cái hồ sâu vừa bị nổ đó, chửi thề một câu, sau đó lại đứng dậy, xông lên đánh tiếp. Tiêu Chính Văn bất lực, người phụ nữ này, không biết nói cảm ơn sao. Trận chiến đã tới bước hỏa lự. Alice cũng giơ tay lên, ra hiệu cho khoảng hơn chục thành viên còn lại của đội mình tạm dừng phạm vi hỏa lực. Trong khu rừng rậm này có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc, còn có tiếng gầm nhẹ của những con thú hoang ở xa xa. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, bịch bịch bịch, đột nhiên trong lùm cây vang lên tiếng bước chân giòn giã. Tiếng bước chân này truyền tới tai mọi người, trong lòng ai cũng bắt đầu hoảng sợ. Alice cũng ngay lập tức đưa ra phán đoán, lạnh lùng nói, tới rồi. Cường giả chiến thần của khu phía bắc tới rồi. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn nghiêm túc, hai mắt sáng như sao, lạnh lùng nhìn về phía sau bụi cây rậm rạp. Rít rít rít, đột nhiên một cơn gió thổi mạnh từ trong rừng. Không,
đây không phải là tiếng gió, mà là tốc độ chạy như bay của đối phương. Bụp, đột nhiên, một bóng đen lao tới từ sâu trong rừng rậm, nơi mà Tiêu Chính Văn đang nhìn chằm chằm, giống như một con báo đen, nhảy lên không trung, giáng một đòn mạnh mẽ vào trong đám đông. Cú đấm này với sức áp đảo và lực chiến đấu đáng sợ, đủ để đập tan một chiếc xe tăng. Rút lui, gần như ngay lập tức, Alice phẫn nộ hét lớn. Trong phút chốc, mấy tên lính đánh thuê nhanh chóng rút lui. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng im tại chỗ, hai mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm bóng đen đang nhảy lên không trung. Bụp, như thể có tia lửa tóe ra, Tiêu Chính Văn giơ chân đạp mạnh lên trời. Trong tích tắc, bóng đen đó bị Tiêu Chính Văn đá bay ra ngoài mấy chục mét, quật ngã 7-8 cây to phía sau, trườn dài trên mặt đất hơn 10 mét, khiến mặt đất nứt toác, sau đó mới ngã trên mặt đất, tư thế khá ổn định. Giây tiếp theo, bóng đen đó ôm ngực, đứng dậy khỏi mặt đất, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang ở cách hắn mấy chục mét. Cũng chính lúc này, Tiêu Chính Văn có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo của đối phương, một người đàn ông vạm vỡ, cởi trần, đầu đinh. Trên mặt có hình xăm con hổ, trên người có rất nhiều vết chém và vết thương do súng bắn. Đánh giá về tốc độ là sức nổ của cú đấm vừa rồi, có thể thấy được đây là chiến thần huyền cấp 2 sao. Vừa chào sân đã gặp phải chiến thần huyền cấp 2 sao, Tiêu Chính Văn không khỏi thở dài, nhà tù đen này đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Mà cảnh này đã khiến Alice và những người khác hoàn toàn phát điên. Đó là 013, một chiến thần huyền cấp 2 sao. Trước mặt Tiêu Chính Văn đã bị một đá bay ra. Lúc này, trong lòng Alice không khỏi hưng phấn tột độ, thậm chí ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đây mới là người đàn ông mà Alice thích. Đàn ông là phải biết chiến đấu. Mày là ai? Gã đàn ông cởi trần lúc này trầm giọng hỏi. Tiêu Chính Văn bình thản đứng ở đó, đút hai tay vào túi quần, nói tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn tới khu phía Bắc tìm người, hy vọng anh nhường đường. Muốn chết? Gã đàn ông cởi trần hoàn toàn không nghe, phẫn nộ gầm lên một tiếng, sau đó lại lao tới chỗ Tiêu Chính Văn. Chương 719, giết chết chiến thần. Nhìn thấy chiến thần đó lại xông tới, Tiêu Chính Văn cũng bất lực lắc đầu, nói anh không phải là đối thủ của tôi. Phải hay không, đánh xong sẽ rõ. Đối phương phẫn nộ gầm lên một tiếng, cơ thể lao nhanh về phía Tiêu Chính Văn, tung cú đấm đấm thẳng vào bụng anh. Cú đấm này nếu như là người dưới cấp độ chiến thần nhất định sẽ bị đấm vỡ ruột gan, chết tức tươi. Còn Tiêu Chính Văn vẫn vẻ mặt lãnh đạm, giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm của đối phương. Như vậy, cho dù gã đàn ông cởi trần vạm vỡ đó có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì nắm đấm của hắn cũng không thể nào tiến thêm được chút nào. Á, gã đàn ông cởi trần giống lên một tiếng, tay trái lập tức rút con dao găm sắc bén từ thắt lưng, nhanh như chớp chém vào cổ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt anh tỏa ra luồng sát khí bức người. Bụp, tay trái của anh tung một cú đấm, đấm thẳng vào ngực của gã đàn ông đang cởi trần. Cú đấm này giống như một quả đạn đại bác, trực tiếp nổ tung, khiến gã đàn ông vạm vỡ bay ra ngoài mấy mét, xoay vòng trong không trung, sau đó ngã mạnh xuống đất. Giây tiếp theo, hắn khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, phun ra một ngụm máu, cầm con dao sắc bén trong tay, lau vết máu trên khóe miệng, hắn đứng dậy. Bắt đầu bước từng bước, tìm kiếm cơ hội để tấn công. Tiêu Chính Văn dửng dưng đứng im tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nói, đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa, anh không phải đối thủ của tôi chỉ muốn tới khu phía Bắc tìm một người. Không có ai có thể đặt chân tới khu phía Bắc, nếu muốn qua thì phải dẫm lên xác của tao. Gã đàn ông cởi trần gào giống lên rồi lại lao tới. Lần này, con dao găm của hắn nhanh như tia chớp. Đâm thẳng vào tim của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cau mày, vung tay lên, ném con dao găm từ thắt lưng ra. Xoẹt, con dao nằm cạnh sắc nhọn bắn ra giữa không trung, tạo thành một hình vòng cung, lóe lên tia sáng chói mắt, giống như một hình lưỡi liềm. Keng, âm thanh va chạm vang lên. Con dao trong tay của gã cởi trần vạm vỡ bị con dao nằm cạnh sắc bén của Tiêu Chính Văn đâm vào, trong nháy mắt vỡ tan tành. Mà tốc độ của con dao găm đó không hề thuyên giảm. Ngay lập tức, sợi dây xích quấn quanh cơ thể gã đàn ông vạm vỡ. Con dao găm nằm cạnh sắc bén cũng kề ngay bên cạnh cổ hắn. Sát khí bay vút tận trời, tràn ngập khắp khu rừng rậm. Chỉ cần đối phương động đậy một chút, Tiêu Chính Văn có thể lập tức hạ gục đối phương. Anh thua rồi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.
Gã đàn ông cởi trần đương nhiên biết mình đã thua, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói, cho dù tao thua, phía sau tao vẫn còn cường giả mạnh hơn, chúng mày không vào được khu phía bắc đâu. Vào được hay không không phải do anh nói, mà là do tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, đi về phía gã đàn ông vạm vỡ, sau đó đi ngang qua hắn, đồng thời giơ tay lên, con dao găm năm cạnh đã quay về trong tay anh. Ngay khi con dao năm cạnh đó bay ra, gã đàn ông cởi trần đột nhiên dùng lực, đấm mạnh về phía sau đầu Tiêu Chính Văn. Nhưng, ngay lúc đó, Tiêu Chính Văn dường như đã đoán trước được, anh không cần quay đầu, con dao găm trong tay lại bắn ra, xoẹt một tiếng, trực tiếp xuyên qua người gã đàn ông cởi trần, máu phun ra như mưa. Phịch, một cường giả chiến thần huyền cấp 2 sao ngã xuống vũng máu, chết ngay tại chỗ. Tiêu Chính Văn bất lực thở dài, liếc mắt nhìn thi thể, sau đó nhìn về phía đám người Alice đang đứng ngây ngốc ở đó. Lúc này, đám người Alice mới phản ứng lại, cô ta lập tức chạy tới, ôm lấy Tiêu Chính Văn, nhiệt tình hôn lên má anh, hét lớn, chiến thần. Chiến thần của tôi, anh là chiến thần mà cả đời Alice này sùng bái. Tôi nguyện phục vụ anh, mãi mãi đi theo anh. Tiêu Chính Văn đơ người. Người phụ nữ này nhiệt tình quá thể. Trước mặt mười mấy lính đánh thuê, vẻ mặt tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ, không ngừng đưa ngón tay cái lên về phía Tiêu Chính Văn, dùng đủ thể loại ngôn ngữ để khen anh. Tiêu Chính Văn khó khăn lắm mới buông Alice ra được, nói, phía trước không phải là nơi các cô có thể vào nữa rồi, một mình tôi sẽ đi. Alice lo lắng, nói, không, chúng tôi đi cùng với anh. Anh là chiến thần của chúng tôi phải bảo vệ sự an toàn của anh. Tiêu Chính Văn đau cả đầu, tự nhiên có một cái đuôi. Alice, tin tôi có thể giải quyết, các cô vào trong thì khác gì tự đi nộp mạng đâu. Hai ngày, nếu hai ngày sau tôi chưa ra, các cô muốn làm gì cũng được. Tiêu Chính Văn nói một cách nghiêm túc. Alice nghe thấy vậy, nghĩ một lúc, nói, được. Tôi nghe anh, chiến thần của tôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người, đi vào phía địa phận của khu phía Bắc. Đám người Alice ở phía sau dõi theo bóng hình của Tiêu Chính Văn đến khi anh hoàn toàn biến mất, sau đó bọn họ mới rời mắt, nghỉ ngơi tại chỗ, tiếp tục canh gác. Lúc này, Tiêu Chính Văn đi sâu vào trong rừng rậm, cầm tấm bản đồ khu phía Bắc trên tay, anh tiếp tục đi về hướng Bá. CD được khoảng 20 phút, Tiêu Chính Văn đụng phải một nhóm lính đánh thuê đang tuần tra. Bọn chúng nhảy xuống khỏi ba chiếc xe địa hình, ai nấy cũng được trang bị đầy đủ vũ khí, tất cả đều chĩa súng về phía Tiêu Chính Văn. Một tên lính đánh thuê dẫn đầu tiến lên, liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, anh là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Chính Văn cau mày, nói, tôi vào đây tìm người. Vị đội trưởng dẫn đầu đó sa sầm mặt mày, lập tức rút súng chĩa vào người Tiêu Chính Văn, hét lớn, ai cho anh vào đây? Tôi có chìa khóa. Tiêu Chính Văn thản nhiên đáp lại. Nghe thấy vậy, đội trưởng cau mày nói, lên xe. Đi với chúng tôi. Tiêu Chính Văn cau mày, vốn định giết hết đám lính thuê, nhưng nghĩ một hồi, quyết định làm theo ý của bọn chúng, lên xe địa hình. Chẳng mấy chốc, chiếc xe địa hình đã đưa Tiêu Chính Văn đến một khu đất trống rỗng chừng 2.000 mét vuông. Xung quanh là xe địa hình, xe bọc thép và 7-8 đội tuần tra. Trước mặt anh giống như một pháo đài quân sự. Một căn phòng được xây bằng tường gạch, xuống xe. Đội trưởng đó lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn nhảy ra khỏi xe, đi theo vài người qua trạm kiểm soát, sau đó đi vào bên trong. Vừa đến trước cửa căn phòng ở giữa, đội trưởng đã hô to, báo cáo tướng quân, phát hiện mục tiêu khả nghi ở khu 3 phía Bắc. Trong phòng truyền đến tiếng ho khan. Sau đó, một bóng người đẩy cửa ra, với dáng người vạm vỡ và cường tráng, đôi mắt hổ tỏa ra sát khí lạnh lùng. Gã nhìn Tiêu Chính Văn một lượt từ trên xuống, lạnh lùng nói, từ khu phía Tây tới à? Tiêu Chính Văn gật đầu. Không một ba đâu, gã đàn ông trung niên đó tiếp tục trầm giọng hỏi. Tiêu Chính Văn thản nhiên trả lời, chết rồi. Nghe thấy vậy, gã đàn ông trung niên sa sầm mặt mày, trầm mặc một lúc mới hỏi, anh giết à? Trong tích tắc, hàng hục lính đánh thuê đã vây quanh, nòng súng của bọn họ đều nhắm vào Tiêu Chính Văn. Chương 720, Chiến thần địa cấp 3 sao. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn đám lính đánh thuê đang cầm súng áp sát đến, cười nhạt đáp, là tôi giết. Nghe thấy thế, ánh mắt của người đàn ông trung niên mặc quân phục lính đánh thuê kia bắn ra sự lạnh lẽo,
nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói cậu có biết giết 013 ở đây nghĩa là sao không? Tiêu Chính Văn lắc đầu đáp, không biết. Người đàn ông trung niên kia cười lạnh lùng, nói, giết một cường giả cấp bậc chiến thần tức là cậu đã kết thù với nhà tù đen. Đương nhiên, cậu có thể giết được 013 có nghĩa là cậu ít nhất cũng là cường giả cấp chiến thần. Mấy người chúng tôi ở đây, dù có hợp sức lại cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Nhưng vào sâu hơn còn có hai cường giả cấp chiến thần đang chờ cậu, ai trong số họ cũng mạnh hơn 013 rất rất nhiều. Cậu bạn, nếu cậu không muốn chết, thì có thể lựa chọn ở lại đây gia nhập với chúng tôi, trở thành cánh tay đắc lực của chúng tôi, thay thế vị trí của 013. Tiêu Chính Văn nghe xong thì nhíu mày, sắc mặt bình thản đáp, nếu tôi không gia nhập thì sao? Người đàn ông trung niên kia cười khẩy, nói, không gia nhập thì tôi cũng không làm gì được cậu cả, chỉ có thể đưa cậu vào khu Bắc 2, để cường giả chiến thần ở đó giải quyết cậu. Ông ta nghĩ rất thoáng. 013 là chiến thần 2 sao, kết quả lại chết trong tay người đàn ông trước mặt này, điều đó đủ để thấy thực lực của đối phương không kém gì 013. Lính đánh thuê bọn họ muốn giữ chân một cường giả như vậy là điều không thực tế chút nào. Vậy nên, không cần phải hy sinh vô ích. Trong nhà tù đen, giữ thực lực của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Vậy thì làm phiền mọi người rồi, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Người đàn ông trung niên kia nhíu mày, sau đó vẫy tay, gọi mấy người đến, nói, đưa cậu ta đến khu Bắc 2. Rõ, thưa tướng quân. Mấy tên lính đánh thuê kia tuân lệnh, sau đó nhanh chóng lấy xe Việt giã, chở Tiêu Chính Văn đến căn cứ quân sự nơi này. Nhìn chiếc xe Việt giã đi xa, người đàn ông trung niên kia đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, nói với người bên cạnh, lập tức thông báo với người bên phía khu Bắc 2, cứ nói có người xông vào nhà tù đen. Rõ, hơn 10 phút sau, chiếc xe Việt giã dừng ở bên cạnh một tấm bia đá rất lớn được dựng lên, trên đó viết khu vực cấm Bắc 2 bằng sơn đỏ. Xuống xe, tên lính đánh thuê lái xe lạnh lùng nói, đây chính là khu vực cấm Bắc 2. Anh bạn cẩn thận nhé, trước mặt chính là vực sâu vạn trượng đấy. Tiêu Chính Văn nhảy xuống xe, nhíu mày, nhìn khu rừng rậm trước mặt, giữa đôi lông mày mang theo sự lạnh lẽo. Sau đó, anh cất bước đi tới, đầu cũng không ngoảnh lại. Tên lính đánh thuê lái xe kia lại hét lên, này. Tiêu Chính Văn ngoảnh lại, đối phương ném cho anh một khẩu súng, nói, đây là tướng quân của chúng tôi bảo tôi đưa cho anh, hy vọng anh không mất mạng ở đây. Tiêu Chính Văn nhận lấy khẩu súng, nhìn mấy cái rồi nói cảm ơn, sau đó anh dắt súng vào hông, xoay người bước về phía trước. Trước mặt chính là rừng rậm. Bầu không khí ở đây khác hẳn với khu Tây và bên ngoài. Trong rừng, sát khí dày đặc. Đây là hơi thở mà cường giả cấp chiến thần tỏa ra. Tiêu Chính Văn nhíu mày, bước từng bước vào sâu hơn. Đi được khoảng 10 phút, Tiêu Chính Văn bỗng dừng chân, đứng im tại chỗ, ánh mắt lóe lên tia sáng. Trong rừng bỗng có thêm tiếng hít thở rất khẽ. Nếu là người bình thường thì chắc chắn rất khó nắm bắt được. Nhưng Tiêu Chính Văn là cường giả cấp chủ soái, lại còn đột phá lên 6 sao, giác quan thứ 6 đương nhiên hơn rất nhiều người. Vèo, bỗng trong rừng có mấy con dao găm sáng loáng phi ra, như mấy viên đạn bắn ra với tốc độ cao, nhắm thẳng vào đầu và ngực của Tiêu Chính Văn. Sát khí mạnh quá, Tiêu Chính Văn lập tức rút súng ra, đoàng 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 3 phát, bắn trúng 3 con dao găm đang phi về phía anh, giữa không trung tóe lên tia lửa. 3 con dao găm rơi xuống đất. Yên tĩnh vô cùng. Cả khu rừng đầy vẻ tà môn. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, ngẩng phát đầu lên, nổ mấy phát súng lên trên. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng đinh tai. Trên cây ở đỉnh đầu, một bóng người bỗng lóe lên biến mất. Tiêu Chính Văn đuổi theo bóng người kia nã mấy phát đạn, nhưng đều trượt. Đối phương rất linh hoạt, nhảy nhót giữa những cây cổ thụ chọc trời. Cho đến khi hết đạn. Tiêu Chính Văn nhìn khẩu súng rồi vứt nó đi. Cùng lúc đó, bóng người linh hoạt kia lại ném ra mấy con dao găm, vèo 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 nhắm về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lộn nhào về sau, mấy con dao găm cắm phập xuống đất. Bóng người kia cũng nhảy từ trên không trung xuống, nhanh chóng lao tới tấn công, giơ nắm đấm bên phải lên, giận dữ gầm một tiếng, nện về phía Tiêu Chính Văn. Đòn tấn công này, cho dù là cường giả chiến thần bình thường cũng chưa chắc có thể đỡ được. Tiêu Chính Văn nhìn nắm đấm như mãnh hổ của đối phương đang đánh về phía mình, bỗng lộn nhào về phía trước, đồng thời đá mạnh về phía đối phương.
Rầm, một tiếng trầm đục vang khắp khu rừng. Nắm đấm của đối phương chọi thẳng vào cú đá của Tiêu Chính Văn. Người kia lập tức lùi lại mười mấy bước, mỗi bước đều để lại dấu chân rất sâu trên mặt đất. Còn Tiêu Chính Văn vẫn ung dung đứng im tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Hiển nhiên đối phương cũng kinh ngạc, nhíu mày, không ngờ mình lại bị đá cho phải lùi lại mười mấy bước. Tại sao anh lại xông vào khu vực cấm Bắc Hai của chúng tôi, đối phương lạnh lùng hỏi, đồng thời cũng quan sát hành động của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, đáp tôi đến tìm người. Tìm ai? 01, nghe thấy số hiệu 01, đối phương sửng sốt, sau đó nhếch mép cười khẩy, nói, muốn gặp 01 thì phải đánh thắng tôi trước đã. Người đàn ông kia lại lao tới tấn công. Tiêu Chính Văn nhíu mày, bất lực lắc đầu, đồng thời cũng lao tới, giơ đầu gối lên. Gần như trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn nhanh như chớp dùng đầu gối nện vào ngực hắn. Đối phương còn chưa kịp tung ra sát chiêu, đã bị đầu gối nện cho bay ra mấy chục mét, va vào một cái cây to, sau đó ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn kinh hãi, không dám tin nhìn người đàn ông đang bước tới, cao ngạo nhìn hắn. Anh, rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại mạnh như vậy, anh là cường giả cấp chủ soái sao? Trong miệng đối phương đầy máu, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất, nói cường giả chiến thần địa cấp 3 sao, nếu ở bên ngoài thì quả thực là rất mạnh, nhưng trong mắt tôi thì chỉ cần một chiêu. Dẫn tôi đi gặp 01, ha ha ha, đối phương ôm ngực cười lớn, lập tức nỗi đau đớn thấu xương khiến hắn phải hít mấy hơi khí lạnh, lẫn mùi máu tanh. Hắn có thể cảm giác được xương sườn ở lồng ngực đã bị gãy mấy cái, hắn cách cái chết không còn xa nữa. Người đàn ông trước mắt này ít nhất cũng là cường giả cấp chủ soái. Không ngờ trong nhà tù đen lại có một cường giả cấp chủ soái từ bên ngoài đến, đi về phía trước 5 dặm chính là khu Bắc 1, ở đó có 011 trấn thủ. Muốn gặp 01 thì phải đánh thắng 011, đối phương chỉ về phía một hướng. Tiêu Chính Văn nhìn về hướng đó, lập tức cất bước rời đi không hề lưu luyến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.